Chương 241, trong thành Thái An đã bắt đầu giới nghiêm, tiếng vó ngựa và tiếng bước chân chỉnh tề của sĩ binh trộn lẫn vào nhau, xen lẫn với tiếng kêu của linh thú. Diệp Vu thời ngẩng đầu nhìn trận pháp phòng ngự đã khởi động phía trên. Đợi phương khác hạ lệnh xong liền túng tay phương khác, thoáng cái hai người đã nhảy lên tầng đỉnh, cùng nhảy lên còn có hơn 10 người luôn âm thầm bảo vệ phương khác. Đồng thời những người trốn trong các góc thành phụ trách bảo vệ phương khác cũng bắt đầu hành động bên cạnh phương khác bây giờ có người bảo vệ từ các nơi đến kỹ lại tuyệt đối không dưới trăm người vì bất kể là tạ lão hay đám người thượng quan bình thục đều hiểu vì côn luân phương khác tuyệt đối không thể chết phương khác trở tay nắm lấy dịp vu thời hỏi mục tiêu của họ là đệ dịp vu thời nhìn lính tuần tra trong thành mày nhẹ nhíu lại hắn nói với một tu sĩ trung niên ở sau phương khác tại sao tất thập tứ còn sống tu sĩ trung niên vẻ mặt có chút kinh ngạc rồi có chút lúng túng Hắn không ngờ Diệp Vu Thời lại biết được thân phận của mình, hắn là người La Thanh phái đến bảo hộ Phương Khác. Hắn cũng biết Diệp Vu Thời tại sao hỏi thế, vì vậy Hổ Thẹn Công Lưng nói, đại nhân sợ giết chết tất thập tứ sẽ làm một phần người rét lòng, dù sao. Diệp Vu Thời ngăn cản hắn nói tiếp, mỉm cười nói, nếu hắn không xuất thủ, tại sao không ai thông báo cho ta biết tất thập tứ chưa chết? Ta vẫn luôn cho rằng hắn đã chết từ lâu rồi. Tu sĩ Trung Niên ấp a à ấp úng một lát mới thấp giọng nói, đại nhân sợ ngài sẽ ra tay giết chết tất thập tứ như vậy không tốt cho danh tiếng của ngài sau đó tất thập tứ và đám tạ lão qua lại vô cùng gần gũi dịp vu thời không hỏi tiếp nữa trên mặt là biểu tình nhàn nhạt nhưng lại khiến tu sĩ trung niên cảm thấy áp lực muốn nghẹt thở phương khác quay lại vung tay ra hiệu tu sĩ trung niên đứng lên nói truyền lệnh xuống lệnh tất cả tu sĩ trong thành lúc lên chiến trường tám người thành một tổ kết trận gương mặt xa lạ nào sóc lại bắt hết sau đó y nhìn dịp vu thời nói mục tiêu của họ nhất định là đệ và thành thái an vậy ác hẳn có vài người muốn âm thầm hành động bức bọn họ ra tu vi của họ nhất định đều trên nguyên anh có thể chứ dịp vu thời gật đầu từng sợi đen mảnh như sợi chỉ chảy ra từ đầu ngón tay hắn phiêu tán trong không chỉ đen như bông trong đó còn xen lẫn rất nhiều màu đỏ phương khác ngửi được mùi máu tanh trong đó nếu mày muốn ngăn cản dịp vu thời dịp vu thời túng chặt tay y mỉm cười với y, phương khác hơi nghiêng đầu đi, Diệp Vu Thời mới thả lỏng tay. Huynh nghĩ người tới sẽ là ai, phương khác hỏi. Diệp Vu Thời đáp, nếu huynh là tạ khâu, lúc này tiêu vân giật nhất định đang trong thành. Mí mắt phương khác trung lên, sau đó nói, kỳ thật đệ rất có mặt mũi, nhưng huynh vẫn nhớ thành nguyệt quế chứ, theo sợi chỉ đen khuếch tán, trong thành bắt đầu nổi gió, nhiệt độ giảm mạnh. Tiêu xương Thu đứng trên thành lâu, nhìn chỉ đen từ xa phiêu tới, chỉ đen bay lên người nạn mang đến uy áp, nàng vô thức muốn giải phóng uy áp của mình, lập tức chỉ đen quanh người liền sáng lên. Tiêu xương Thu lập tức hiểu ra đã có chuyện gì, nàng không khỏi lầm bầm, trên thần phù là gì, dịp vu thời đã đi quá xa trên phù đạo, xa đến mức họ chỉ có thể kính ngưỡng. Chỉ đen phủ kín trời đất vây lấy cả thành Thái An, giống như trời đổ một cơn tuyết đen, lại giống như cả thành trì phủ một tầng hắc xa, thoáng cái tối đi. Chỉ đen xuyên thấu mái nhà, tương viện, xuyên thấu sĩ binh mặt khôi giáp dày nặng, nhẹ nhàng xuyên qua cánh linh thú dẫn đến không ít người dừng chân kính ngưỡng, lại bị người bên cạnh nhắc nhở, sau đó tất cả như thường, chỉ là trong một căn nhà dân, Tất Thập tướng nhìn sợi chỉ đen giật mình. Lúc này tu sĩ tướng mạo bình thường bên cạnh hắn nhíu mày tránh khỏi chỉ đen nói: "Ta thấy bên ngoài những tu sĩ đó tiếp xúc với chỉ đen này đều không bị gì, nhưng không biết bên trong có ẩn chứa huyền cơ gì không?" Lúc nói, một đống chỉ đen lặng yên dán lên người Tất Thập tướng. Lập tức một trận uy áp giống như thật đè lên người hắn cảm giác đối diện cái chết khiến tất thập tứ lập tức dân uy áp lên muốn đối kháng. Cùng lúc này, tại bốn năm phương vị trong thành diễn ra chuyện vừa xảy ra trên người tất thập tứ, tiêu xương thu đứng trên thành lâu vung cờ lên, những chỗ này đều bị vây lại, đáng chết. Dừng lại. Thứ quỷ này chính là muốn các ngươi tiết lộ khí tức, sau đó liền sẽ bị thần thức tra được vị trí của chúng ta, người đó nhẹ gầm lên, nhưng đã trễ. Hắn bối rối muốn tránh chỉ đen ra, nhưng chỉ phí công, dây tiếp theo hắn cũng bị điểm sáng lúc này hắn đã hiểu cuộc sống mật thám của hắn sắp kết thúc tất thập tứ sắc mặt khó coi nói nếu đã thế chúng ta không ngại hóa tối thành sáng có tiêu trưởng lão ở đây chúng ta có gì phải sợ mà lúc này chỉ đen trên không vụt một cái thoáng chốc cháy lên cả thành thái an đều bị một luồng uy áp đáng sợ bao trùm cả thành được chiếu sáng tiếc rằng đã trễ mất nếu người này sớm xuất thủ có lẽ đám người tất thập tứ sẽ không bại lộ. Một đạo hàng quan bắn tới phương khác, chỉ đen còn chưa cháy rụi thoáng cái tụ lại cản một kích này. Lúc này trên tòa lâu trước mặt bọn phương khác xuất hiện một thân ảnh mà họ đều quen thuộc. Đám người tất thập tứ đã chạy thoát cũng nhảy lên lầu, thần phù. Không, trên thần phù, tiêu vân giật nhìn dịp vu thời nói, thì ra ngươi ở đây, tiêu xương thu nhìn tình hình trong thành, sắc mặt trầm xuống. Tình hình tệ nhất đã xuất hiện rồi, suy nghĩ cầu may của đám khổng du thanh cũng bị vô tình đánh vỡ. Người phái thái hành phái đến thật sự là tiêu vân dật. Hơn nữa tiêu vân dật vậy mà buông súng, phong độ một đại tiền bối, một tu sĩ kỳ hợp thể nên có để xâm nhập vào thành dết phương khác. Trừ kỳ hợp thể, ai có thể không chết dưới sự truy sát của tu sĩ kỳ hợp thể? Phía trước phương khác đứng rất nhiều người, đứng ngay hàng đầu là tu sĩ trung niên đó bọn họ vốn chưa từng nghĩ đến đời này sẽ chính diện đối đầu với tu sĩ kỳ hợp thể nhưng vũ khí trong tay họ vẫn được nắm rất chặt tay không run chút nào họ đã sớm xem nhẹ cái chết vậy dù đối phương là tu sĩ kỳ hợp thể thì thế nào mà trong thành binh sĩ cũng đã hình thành vòng bao vây trong ba tầng ngoài ba tầng phương khác nhìn dịp vu thời chặn trước người mình lại nhìn những người khác hận không thể dùng thân xác máu thịt che phủ y không để tiêu vân giật nhìn thấy khẽ thở dài nói các người tản ra đại nhân Thứ khó theo lệnh, mấy người không thèm quay đầu hạ giọng nói, các ngươi đứng trước mặt ta cản trở rồi. Ta muốn chém Tiêu Vân Dật chẳng lẽ còn phải chém các ngươi trước sao? Tản ra đi, Phương Khác nói, nhưng những người này bình thường nói gì nghe nấy, giờ ai ai cũng làm như không nghe thấy. Thậm chí có một người còn trầm giọng nói, nói giống như đại nhân ngài có thể chém được Tiêu Vân Dật vậy. Ha ha, Phương Khác cười lạnh nói, Chu Lập Đức, ngươi thật rất biết nói chuyện rất biết vực chí khiến người khác dập tắt uy phong của mình, đa tạ đại nhân khen ngợi, chu lập đức không quay đầu đáp, phái thái hành vẫn mang vẻ mặt nghe tiêu vân giật chỉ huy hành sự, phản phất như không nghe thấy gì hết. Chỉ là sắc mặt không tự nhiên của họ đã bán đứng họ. Nếu họ có hoạt động tâm lý nhất định sẽ là thế này. Đám người côn luân này đang làm gì đó? Mẹ nó không thấy một đống người sống chúng ta sao, vậy mà còn có tâm trạng đấu võ mồm. Đã đến lúc nào rồi? hóa ra không phải chỉ phương khác miệng tiện, miệng kẻ bên cạnh y cũng đều tiện. Lúc này, tiêu vân giật phất tay áo, trực tiếp đẩy chỉ đen cuốn trên người mình ra, cùng đám chu lập đức, ầm, đùng đùng mấy tiếng vang lớn, đám người chu lập đức như bao cát trách bị ném lên, sau đó va mạnh lên phòng ở sau lưng rồi ngã xuống. Bọn họ bò vài cái dưới đất, nhưng đã không đứng lên nổi, mà mấy người sau lưng tiêu vân giật thi nhau xuất thủ, muốn giết chết đám chu lập đức. Một sợi chỉ đen kết thành phù cản lại thế công của họ thoáng cái trên nóc nhà bên này chỉ còn lại phương khác và diệp vu thời cùng vết máu trên mái hiên sắc mặt phương khác đã triệt để lạnh xuống tất thập tướng nhìn thấy mặt không tự chủ lộ ra ý cười hắn nhìn phương khác vừa đi tới trước một bước vừa nói ngươi hiện tại để bọn họ lui ra khỏi thành thái an có lẽ còn có thể giữ được một cái mạng vút 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 liên tục hơn 10 mũi tên bắn vào tất thập tướng một mũi trong đó đúng lúc rơi vào vị trí hắn vừa định đặt chân tất thập tứ nhất chân, hắn nhìn hướng mũi tên bắn ra, mái hiên che đi thân ảnh người đó, chỉ có mũi tên vẫn nhắm vào hắn phản phất như đang nói nếu hắn còn có hành động gì thì hắn sẽ phải chết. Mà xung quanh, vô số mũi tên lóe hàng quang đều chỉ vào hắn. Đại trận Côn Luân đã bố thành, sức của một mình hắn cũng không phá được trận. Tất thập tứ vô thức nhìn tiêu vân giật một cái rồi mới hừ lạnh về phía Côn Luân. Vương Lạc Dương đứng trong đám người, nhìn tiêu xương thu dùng kỳ ngữ bố trí trận chỉ là vương lạc dương nhìn phương khác trên nóc nhà vô cùng nóng ruột trận pháp của họ cho dù có mạnh thế nào cũng không cách nào bảo vệ sư phụ của nó vì tiêu vân giật cách họ quá gần vì tiêu vân giật quá mạnh lúc này trong đám người có người phát ra một tiếng kinh hô phương khác thuận theo tầm mắt nhìn qua mới phát hiện chu lập đức vốn ngã dưới đất đã đứng lên y nhíu mày định nói gì đó thì phát hiện cánh tay còn lại của chu lập đức đã gãy tận gốc hóa thành một đống máu thịt vừa rồi vì chu lập đức ngã xuống đất nên y không phát giác phương khác không biết lúc này mình đang có biểu cảm gì chỉ là sau khi chu lập đức phát giác ánh mắt y cố nén đau đớn nhất miệng cười nói đại nhân không ngại đời ta kết anh thì sẽ tốt phương khác quay đầu đi nhìn tiêu vân giật mặt không biểu tình một bộ phong phạm cao nhân y vô cùng nghiêm túc nhìn tiêu vân giật nói ngài thật sự rất không cần thể diện nói xong phương khác chậm rãi rút kiếm ra mọi người thái hành sắc mặt biến đổi sát khí phóng ra tên phương khác này cả gan dám sĩ nhục tiêu trưởng lão như thế. Mà tiêu vân giật chỉ nhìn kiếm trong tay phương khác nói, nhang, không ngờ lại ở trong tay ngươi, nhang là kiếm của trí tiêu, trí tiêu luyện bản thân thành kiếm, cũng sớm đã cùng kiếm tâm ý tương thông, cho nên kiếm này tương đương với một nửa trí tiêu. Trên gương mặt vốn bình tĩnh lạnh nhạt cực điểm của tiêu vân đật xuất hiện một tia dao động. Ông nói, đáng tiếc, chỉ là không biết đáng tiếc cái gì, là đáng tiếc thanh kiếm này hay đáng tiếc cho phương khác vì sắp phải chết vì phẫn nộ phương khác không để ý đến lời nói của ông ta hai cánh tay của chu lập đức đều vì y mà mất tuổi của chu lập đức đã không còn nhỏ nữa lại tu đau hiện nay tu vi của hắn muốn bước qua nguyên anh là rất khó tuy cảm thấy phẫn nộ nhưng phương khác vẫn bình tĩnh vì từ rất lâu về trước y đã hiểu phẫn nộ không có tác dụng gì ánh mắt y đảo qua chu lập đức khổng du thanh đảo qua vương lạc dương và mọi người tại đó y thấy trong mắt họ là sự lo lắng thấy được nóng ruột y hiểu, nếu có thể họ hận không thể thay y đi chết. Dường như họ cho rằng mạng của y quan trọng hơn tất cả bọn họ, nhưng đây không phải là chuyện đáng khen ngợi, cũng không phải đạo lý đương nhiên. Bọn họ là vì công luân, cũng không chỉ là vì công luân mà xá thân liệu chết, nhưng y không thể để họ thay y đi chết, vì lúc họ ký thác tánh mạng của họ lên tay y, trên vai y đã gánh lấy trách nhiệm. Nếu ngay cả thuộc hạ bằng hữu đồng bạn của mình cũng không bảo vệ được, ngươi có tư cách gì để họ giao phó tính mạng cho ngươi? mạng không có phân biệt cao quý trọng yếu mỗi người đều chỉ có một cái mạng mỗi người đều quan trọng như nhau sắc mặt tất thập tứ lúc này vô cùng khó coi gương mặt vốn tuấn tú bắt đầu vặn vẹo hắn nhớ lại bản thân gần như là run rẩy dưới uy áp của tiêu vân dật lại nhìn phương khác lúc này vẫn trầm tĩnh cảm thấy vô cùng nghẹn khuất người này cho rằng y là ai y cho rằng y lợi hại cỡ nào lẽ nào y cho rằng y có thể chiến thắng tu sĩ kỳ hợp thể sao Y thế mà còn dám rút kiếm, quả là đáng cười." Tất thập tứ há miệng muốn nói, hắn đã nghĩ sẵn một đống lời để sỉ nhục Phương Khác. Hắn muốn để tất cả mọi người đều biết Phương Khác giả dối thế nào, vô sĩ thế nào, lại vô năng thế nào, bọn họ chọn Phương Khác là sai lầm. Nhưng lúc này, Phương Khác quay đầu nhìn hắn lạnh giọng nói, "Câm miệng." Cái miệng đang há của Tất thập tứ không biết sao lại khép vào, đợi khi hắn phản ứng lại, sắc mặt liền xanh mét gần như vặn vẹo. Mà cũng vào lúc này, Ánh mắt vốn đang tập trung trên tu sĩ kỳ hợp thể lại dời lên người hắn. Tất cả mọi người dường như vừa mới đột nhiên phát hiện ra tên phản đồ đã phản bội họ. Trong những người này, tất thập tứ nhìn thấy rất nhiều rất nhiều gương mặt quen thuộc. Trong ánh mắt họ nhìn hắn là không dám tin, là kinh ngạc, nhiều hơn là oán hận. Khi xưa từng cùng họ lên trận giết địch, ánh mắt họ nhìn hắn là tôn kính ngưỡng mộ. Trong những ánh mắt đó, tất thập tứ đột nhiên cảm thấy sợ hãi vô cùng. Sự sợ hãi này khiến hắn muốn bỏ chạy, sau đó sợ hãi lại biến thành phẫn nộ, bọn họ dựa vào cái gì nhìn hắn như thế, là bọn họ phản bội hắn trước nghiêng về phía phương khác. Đột nhiên, đầu hắn đau nhói, trong thức hải có một cây gai bạc trực tiếp quậy tung thức hải hắn, như muốn phá vỡ. À, tất thập tứ đột nhiên thét lên, lăn từ mái hiên xuống, vẫn dãy dụ kêu gào. Phương khác nói, kẻ phản bội cung luân, đều sẽ như thế, tiêu vân giật không ngăn cản phương khác, vì trong mắt ông hiện tại phương khác làm gì đều chỉ là dãy dụ vô vị trước khi chết. Ông chỉ như vừa ngộ ra nói, thần thức, hư hóa, thì ra là thế, cuối cùng ông đã hiểu hôm đó phương khác và trí tiêu phối hợp như thế nào. Mà lúc này, kiếm trong tay phương khác đã ra khỏi vỏ, tiêu xương thu nhìn cục diện biến hóa, nhưng mì tâm không hề giãn ra. Phương khác rốt cuộc muốn làm gì? Dịp vu thời lại đang nghĩ gì? Nàng nhìn thấy phương khác trút kiếm, còn có ngón tay dịp vu thời đang nhỏ máu, tựa hồ đã hiểu hai người muốn làm gì. Vương Lạc Dương nhìn kỳ ngữ, sửng sốt một chút rồi phản ứng lại, vung tay lên. Vòng bao vây lại gần hơn một chút. Chỉ dựa vào sức một mình phương khác, làm sao có thể thắng được tiêu vân vật, chỉ có bọn họ lùi ra sau trận tu sĩ có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng nếu thế, không có trận pháp uy lực cường đại bảo vệ, hôm nay quân cùng luân ác phải tử thương thảm trọng tiêu vân giật rõ ràng biết điểm này mới không thèm e dè như thế nếu ông đã vào trong thành muốn lấy mạng phương khác ai lại có thể ngăn cản cho nên hiện nay cứ để phương khác lui về nhưng y sẽ nguyện ý sao nguyện ý dùng tính mạng mọi người đổi lấy bình an nhất thời cho mình rõ ràng y không nguyện ý vì thế y rút kiếm mà lúc này tiêu vân giật cũng xuất chưởng kiếm vang như sấm chưởng thế như núi chưởng này khí thế như núi đổ phương khác đứng trong chưởng phong như một chiếc thuyền lá nhấp nhô không ngừng. Vòng bao vây bị gió lớn thổi lùi gần 200 mét, nhà cửa sụp đổ, loạn thạch đã thương người, mà người trong nhà chỉ sợ tính mạng khó giữ. Những ám ảnh chôn ở các nơi vì phương khác, có vài người chạy thoát ra, có vài người bị đè bên dưới. Trong thoáng chốc, nơi vốn có rất nhiều ngôi nhà, lại xuất hiện một vùng đất trống đường kính phải hơn trăm mét. Duy chỉ có lầu các dưới chân tiêu vân vật vẫn còn hoàn chỉnh, căn phòng dưới chân phương khác sớm đã hóa thành tro bụi, y bay lên không, nhuyễn kiếm trong tay lóe hàng quang như điện. Vương Lạc Dương hô lớn với phương khác, sư phụ, Vương Lạc Dương bước tới vài bước, nếu không phải bên cạnh có người kéo nó, nó đã không bận tâm mọi thứ nhào ra. Nhưng phương khác đã trút kiếm, người cầm kiếm là phương khác, nhưng kiếm này lại là kiếm của trí tiêu, vạn đạo lưu quan dân lên ngập trời, kiếm này giống như đã tự có ý thức của mình. Nó nhắm thẳng vào tiêu vân giật, kiếm quan lạ lướt như có một thân ảnh xuất hiện bên trong, gian nan bước tới, sư phụ đừng cả tòa thành thái an đều run rẩy dưới uy áp của tu sĩ kỳ hợp thể trời đất lay chuyển đáng sợ thế này vương lạc dương thở dốc hồi lâu sau mới kêu ra được lời kẹt trong cổ họng đại nhân đại nhân gần trăm thân ảnh phi thân vọt ra muốn nhào tới trước người phương khác dụng mạng vì y cản lại một chưởng của tiêu vân dật. nhưng giữa đường lại bị dịp vu thời ngăn cản bọn họ căn bản không thể lại gần những sợi chỉ đen còn chưa biến mất sớm đã vây hai người phương khác thành vòng cản họ ở bên ngoài tất cả cũng chỉ phát sinh trong thoáng chốc mà thôi. Tiêu vân giật nhìn thân ảnh trong kiếm mang, khẽ ngưng thần. Trí tiêu sớm đã có thể thông thiên, ông biết từ lâu, nhưng không biết kiếm của trí tiêu cũng đã sắp có sinh linh rồi, chẳng qua từ sau lần trước phương khác lại có tiến bộ, đúng là thiên tài kiếm đạo. Đáng tiếc hôm nay y phải chết. Tiêu vân giật lạnh nhạt nghĩ, hóa trưởng thành bổ, trưởng phong hóa đao, chém mở vạn đạo kiếm mang, trực chỉ cổ phương khác một đạo đao khí lơ lửng trên thành thái an lơ lửng trên đầu phương khác nhưng một cánh tay chảy máu chợt ôm lấy eo phương khác một cơn gió thổi trưởng phong của tiêu vân giật ra mở ra một con đường kiếm của phương khác hóa thành từng đạo lưu quan vượt qua đao khí của tiêu vân giật trực tiếp lao ra từ con đường do gió tạo ra nhưng tiêu vân giật dù sao cũng là tiêu vân giật ông lật cổ tay rồi vỗ lên lưng diệp vu thời diệp vu thời dùng máu nhanh chóng viết một chữ trên không ngã là thủ qua ngã, là do hai từ thủ qua, ghép thành. Một tự phù, ngã, đây là đạo phù cường đại nhất của dịp Vu thời đến nay. Hắn tu là thuận theo tâm ý, chính là tu, ngã. Một tự phù màu vàng thật lớn, nổi bật trên bầu trời. Quy thế bức người, sát khí bừng bừng, tự phù màu vàng nên đón trưởng đó, còn tách rời trưởng phong. Tiêu vân giật nhíu mày, đột nhiên thu tay lại, nhưng tay của ông đã bị cắt phải, thịt tách ra hai bên, để lộ xương trắng đây mới là uy lực chân chính của phù của dịp vu thời mà vừa rồi những sợi chỉ đen kia chẳng qua là hư trương thanh thế mà thôi một lá phù lại có thể làm tu sĩ kỳ hợp thể bị thương cho dù hắn đã nhìn thấu đạo pháp cảnh giới đã có nhưng thực lực bản thân chẳng qua chỉ là hậu kỳ nguyên anh thôi chênh lệch giữa nguyên anh và hợp thể giống như hài tử vừa mới ra đời cùng một tráng sĩ hai tử vậy mà có thể đã thương tráng sĩ đây là chuyện khó tin bậc nào trong lúc một đánh một thu đó thân ảnh diệp vu thời và phương khác đã ở bên ngoài đỉnh vầm trận pháp thành thái an thoát cái tiêu vân giật đã áp sát lại ông tự nhiên cũng ở trên đỉnh vầm tiêu xương thu ở trên thành từ lúc tiêu vân giật xuất trưởng vẫn luôn nín thở cho đến bây giờ nàng mới chậm rãi thở ra một hơi nàng nhắm mắt nói mở trận hộ thành sư phụ vương lạc dương thầm thì nhất thời còn chưa hoàn hồn chu lập đức trước là cười lớn nói đại nhân thật sự nghĩ ra được sau đó lại lập tức sụ mặt nói đại nhân là vì an nguy của mọi người giờ giờ phải làm sao mới tốt kế đó ánh mắt mọi người lại nhìn đám đông bị lưu lại nhanh chóng bao vây tiêu vân giật nhíu mày đảo mắt nhìn đại trận hộ thành đã khởi động lại nhìn phương khác được dịp vu thời ông trong lòng ông lắc đầu nói ngây thơ dù sao vừa rồi là một kích toàn lực của tu sĩ kỳ hợp thể cho dù phương khác chạy thoát cũng vẫn bị thương cực nặng chỉ là ngoài mặt y vẫn bình tĩnh, nhưng tay lại túng chặt tay Diệp Vu Thời, giọng nói khàn khàn gần như không cần suy nghĩ nói, đi. Nhưng Diệp Vu Thời lại ôm y, cúi đầu nhẹ chạm tay lên vết máu ở cổ phương khác. Tay hắn khẽ run, hắn không dám tưởng tượng nếu vết máu này sâu thêm một phân sẽ thế nào. Hối hận cực độ dâng lên trong lòng, hắn quá tự phụ, hắn vốn không nên nghe y cho dù thành thái an lại thất thủ thì sao, cho dù rất nhiều người phải chết thì thế nào. Tiêu vân giật cảm thấy vô vị, mắt ông hơi khép lại, nắm ngón tay trảo tấn công hai người. Diệp Vu thời ngẩng đầu, ngón tay vẫn đang nhỏ máu hơi nâng lên. Khen một tiếng vang nhẹ, thanh công bố kiếm nặng gần ngàn cân đối đầu Tiêu Vân Dật là Tiêu xương Thu. Trên người nàng vẫn duy trì đại trận của Thành Thái An, sau lưng đứng mấy vạn tu sĩ trong thành. Nàng cản lại một kích này của Tiêu Vân Dật, nhưng trong miệng lại tràn ra máu tươi, vì trận hộ thành của Thành Thái An hôm qua vào lúc phá thành đã tổn thất phần lớn. Hiện nay phần còn lại cũng chỉ có thể hộ thành, không trợ giúp được gì cho nàng, tiêu vân giật lại nói, không tự lượng sức, ngón tay điểm lên kiếm của tiêu xương thu, rắc một tiếng kiếm gãy. Tiêu xương thu bị trọng kích, va mạnh lên trận phát, phương khác buông dịp vu thời ra, lão đảo đứng lên. Dịp vu thời tiến tới một bước, lăng không mà đứng, nhưng thân ảnh tiêu xương thu lại cản trước mặt hai người lần nữa, nàng lau vết máu ở khóe miệng, mặt vẫn băng lạnh nhưng là nói với với dịp vu thời. Linh lực của Diệp sư đệ ngươi còn chưa hồi phục phải không? Ánh mắt ba người giao nhau trong một thoáng, Diệp Vu thời mỉm cười với Tiêu Sương Thu, dùng máu làm mực, nhẹ viết một nét phẩy trên không, hắn viết rất trịnh trọng, rất chậm. Linh lực ở đầu ngón tay không ngừng ngưng kết, hình thành một lốc xoáy màu lam mắt thường thấy được. Lốc xoáy này nhanh chóng xoay chuyển càng lúc càng lớn, linh lực xung quanh được tập trung lại, đè ép va đụng trong lốc xoáy thậm chí còn phát ra tiếng nổ. Cùng lúc này, Phương Khác và Tiêu Sương Thu gần như đồng thời đứng phía trước dịp vu thời, hai thanh kiếm đồng thời chỉ vào Tiêu Vân Giật, Phương Khác lắc đầu nói với nàng, về thành, Tiêu Sương Thu cũng lắc đầu, khóe môi nhếch thành một độ công nhỏ, đây là một nụ cười như băng tuyết mới tan, kiếm gãy trong tay vẫn kiên định chỉ Tiêu Vân Giật. Tiêu Vân Dật tự hồ cuối cùng đã ngán xem cảnh họ bảo vệ cho nhau, chán ghét phất tay áo. Lúc ông phất tay áo, Tiêu Sương Thu và Phương Khác đồng thời xuất kiếm, giữa thiên địa thoáng cái đổ tuyết lông ngỗng, hoa tuyết phiêu bay kiếm khí ẩn tàng trong tuyết hoa phủ trời phủ đất thân ảnh phương khác biến mất không thấy nữa một trận hàng quan, mũi nhọn giấu dưới bông tuyết lộ ra chậm rãi hội tụ thành một đạo kiếm cực đại do tuyết đắp thành chém vào tiêu vân dật trong tuyết bay đầy trời kiếm mang đã đâm hướng tiêu vân dật mọi người trong thành đều bất giác nín thở ngay cả thở mạnh cũng không dám kiếm của tiêu xương thu đã đến cái phất tay áo của tiêu vân dật cũng đến kiếm phong như tuyết thoáng cái hóa thành hư vô miệng tiêu xương thu không ngừng trào ra máu tươi nhưng vẫn không lùi một bước ngược lại nhất kiếm chém tiếp trên gương mặt xinh đẹp chảy ra tia máu rõ ràng rất đáng sợ nhưng trong mắt những người khác nàng cực đẹp đẹp đến mức khiến người động dung khiến người lo lắng đám vương lạc dương cắn chặt răng tất cả mọi người đang dốc toàn lực truyền linh lực vào trận pháp cho dù đó chỉ là như muối bỏ biển ngắn mũi mấy tức tiêu xương thu đã chém ra hơn trăm kiếm Hoa tuyết bay lên rồi tan, càng lúc càng mỏng, nhưng vẫn không thể thương tổn tiêu vân vật một phân. Có điều tiêu vân vật cũng chưa thể tiến tới một bước. Tiêu vân vật nâng tay áo, đảo mắt nhìn những lỗ nhỏ chi chít trên đó, trên mặt rốt cuộc cũng có một tia biểu tình. Cũng chính lúc tiêu vân vật nâng tay áo, diệp vu thời đặt xong nét bút cuối cùng, thân ảnh giấu trong hoa tuyết cũng chợt xuất hiện sau lưng tiêu vân vật. Cùng một thời khắc, ba mặt giáp kích, chẳng qua cũng chỉ trong hai câu ba người phương khác đã hoàn thành một cuộc thảo luận vô cùng ăn ý phía trước là phù chú mang uy lực cực lớn sau lưng là mũi kiếm của phương khác gần như lập tức tiêu vân vật đã đưa ra quyết định thoáng cái tiêu vân vật cản lại kiếm của phương khác trực tiếp ném phương khác ra chắn phương khác trước người mình ông đứng thẳng sừng sững cho dù ba người này phối hợp có hoàn mỹ có xảo diệu với ông nó chỉ là trò chơi của tiểu hài tử ông có nhìn thấu hay không đều không quan trọng trước thực lực tuyệt đối trí mưu không là gì nếu bọn họ chọn bỏ chạy, có lẽ ông còn phải tốn chút sức lực, nhưng họ lại chọn nghênh chiến. Buồn cười bao nhiêu, ngu xuẩn bao nhiêu, nhưng vào lúc này, tiêu vân giật mới phát hiện kiếm trong tay phương khác là kiếm của y, chứ không phải là nhang. Khi ông vừa phát giác, một thanh kiếm đã đâm vào vết thương cũ còn chưa lành của ông, chính là thanh kiếm gần như đã mất đi linh tính đó. Trò chơi của tiểu hài tử, lại một lần lừa được ông, gần như cùng lúc, mắt thấy phù chú sắp tổn thương phương khác, sắc mặt diệp vu thời kịch biến phi thân bay lên trực tiếp đuổi kịp đạo phù đó vùng bút hủy đi tự phù bản thân hắn thì bị phản vệ thân ảnh rơi mạnh xuống nhưng lại đề khí muốn đón lấy phương khác nhưng kết quả là hai người cùng rơi mạnh xuống dưới trực tiếp nện lên trận hộ thành tạo nên từng vòng lăng tăng cũng chính lúc này thái a sắp đến ngũ hành sơn chợt dừng bước hắn nhìn về hướng thành thái an không chút do dự thay đổi nơi đến mau triệt trận vương lạc dương lập tức nói không có bất cứ ai dị nghị, nhanh chóng triệt đi đại trận hộ thành. Để lộ cả thành trì cùng bản thân trước mắt tiêu vân giật, rất nhiều thân ảnh đồng thời chạy về hướng ba người phương khác, lúc đại trận bị triệt đi, không biết ai vô cùng nhanh trí phóng ra một pháp khí hình bồ đoàn, đón lấy hai người phương khác và dịp vu thời, nhưng dư lực chưa tan, ngay cả bồ đoàn cũng bị đè xuống. Đụng ngã một tòa lâu ngoài trăm mét, tiêu vân giật còn nhanh hơn mọi người trong thành. Ông đã rút kiếm ra, bước tới một bước, thân hình lóe lên liền đứng trước mặt phương khác và dịp vu thời. Trên mặt là cơn giận hiếm khi xuất hiện, ông nhìn phương khác, ông biết trưởng của mình nặng bao nhiêu, lúc này cho dù chỉ là một tiểu hài tử cũng có thể dễ dàng giết chết phương khác. Nhìn những người xem thường cái chết tại đây, tiêu vân giật đột nhiên có dục vọng muốn nói, ông muốn nghe thử người trẻ tuổi được trí tiêu ký thác kỳ vọng này còn có gì muốn nói. Vì thế ông dừng bước, phương khác ngã trong đống đổ nát, kiếm cũng không còn cầm vững trượt ra khỏi bàn tay khẽ mở. Trên mặt y không có quá nhiều thống khổ dữ tận khi trước giờ rất giỏi nhẫn nại, y chỉ gian nan nhìn sang phía dịp vu thời, nhưng trước mắt vô cùng mơ hồ, tất cả cảnh vật đều phủ một màu máu nồng đậm. Mỗi lần hít thở, đều giống như có thể nghe được bên trong lòng ngực phát ra tiếng xé rách xé rách, miệng cũng toàn là vị máu. Mà bên tai dường như truyền đến âm thanh của rất nhiều người, có Lạc Dương, Chu Lập Đức, tiêu sư tỷ La Thống Lĩnh, Khổng Du Thanh duy chỉ không có dịp vu thời. Hắn sao rồi? Phương khác mơ hồ nghĩ, lúc này y cảm thấy có người dịu dàng, nhẹ nhàng chạm vào tóc y, y đưa tay túng lấy cánh tay người đó, rất lạnh. Dịp vu thời dịu phương khác lên, để y tựa vào lòng mình. Phương khác chớp mắt, cảnh tượng trước mắt cuối cùng cũng trở nên rõ ràng. Nuốt đang dược, phương khác thở mạnh một cái, trước mắt y vẫn là một màu máu, y đưa tay lau khóe mắt, máu dính đầy tay, y nhẹ tựa đầu lên vai dịp vu thời, sau đó cười với tiêu vân vật, nụ cười này vô cùng ngạo mạn khinh thường. Đây chính là thứ ngươi muốn. Ta biết thế giới ngươi muốn là như thế nào. Nhưng, không có loại thế giới đó, không có loại quốc đó, cho dù có, cũng phải đến ngàn vạn năm sau, để từng đời từng đời chậm rãi hoàn thiện kiến lập nên, âm thanh phương khác suy yếu mà khàn khàn. Từ lúc biết chuyện của Đào Hoa Sung, có lẽ không có ai so với y càng hiểu tiêu vân vật muốn trật tự như thế nào, muốn sáng tạo ra thời đại như thế nào không phải là triều đình đế vương như những người khác nghĩ, hay muốn thống trị cả đại lục cửu châu thậm chí là tu chân giới, mà là quốc gia lý tưởng, là xã hội giống như utopia. Điểm này có lẽ Tả Khâu không hiểu, cũng sẽ không tán đồng. Utopia là một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt. Thuật ngữ utopia lần đầu tiên được Sir Thomas More sử dụng trong cuốn sách cùng tên Utopia của ông bằng tiếng Latin, trong đó miêu tả mô hình xã hội trên một hòn đảo giả tưởng ở Đại Tây Dương. Utopia thường xuất hiện với một chủ đề tách biệt trong văn học giả tưởng. Một số cộng đồng có ý định kiến tạo xã hội lý tưởng cũng sử dụng thuật ngữ này, nhưng lúc này cũng không ai hiểu được bằng y. Tiêu Vân Dật vĩnh viễn sẽ không thành công, vì utopia chân chính không hề tồn tại. Húng chi Tiêu Vân Dật chọn lựa thủ đoạn cấp tiến và sai lầm như vậy. Tiêu Vân Dật khẽ hít mắt lại, ông chăm chú nhìn phương khác, biểu tình bắt đầu trở nên nghiêm túc. Ta từng nghe một câu nói, người chiến đấu với ma quỷ thì nên cẩn thận đừng để mình trở thành ma quỷ khi ngươi chọn dùng thủ đoạn này để xây dựng trật tự của mình ngươi và những người đã diệt đào hoa xung năm đó đã không có gì khác biệt đều là vì ích kỷ bản thân chẳng qua bên ngoài ngươi phủ lên một tầng ngoại y đẹp để cao thượng mà thôi thậm chí ngươi còn ác hơn cả họ ngươi có từng nghĩ qua trật tự là công chính nhưng chi phối trật tự là con người nếu đã là người tất nhiên sẽ không công chính tuyệt đối ngươi làm sao có thể bảo đảm ngươi hoặc tả khâu sẽ không phạm sai lầm? Sẽ không có tư tâm, hoặc là, ngày đầu tiên trật tự được xây nên, ngươi nên chịu chế tài không phải chính là Thái Hành đã phát động chiến tranh sao? Tiêu vân giật nhìn Phương Khác lắc đầu nói, ngươi không tệ, nhưng ngươi và sư phụ ngươi đều quá mức nguyên tắc, quá ấu trĩ, quỷ tích lịch sử, tất phải đi kèm máu tươi. Xây dựng trật tự cần năm tháng kéo dài, đây là lời quỷ gì, chẳng qua là vì mỗi một trật tự được dựng nên tất sẽ chạm đến lợi ích của vài người thế là bọn họ sợ thay đổi bọn họ chế định quy củ cho tất cả mọi người bọn họ chia người thành tam lục cửu đẳng muốn thúc đẩy tu chân giới đã mục rửa thì trước hết cần phải đánh thức tu sĩ đã tê liệt phải cho họ một đòn phủ đầu không phá không lập nếu không phá nó đi cả tu tiên giới vẫn sẽ tiếp tục vô tri vô giác như thế không có pháp chế không có nguyên tắc dựa vào tu vi áp chế tranh đoạt giết chóc mất đi bản tính sau đó tự nhiên thành lệ tu vi cao giết chết tu vi thấp là bình thường kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu là bình thường vậy đến cuối cùng tất sẽ dẫn đến cả tu chân giới mục rửa xấu xa tại sao mấy năm nay không ai có thể đắc đại đạo vì bản thân họ đã là sai lầm tiêu vân giật đột nhiên trở nên bình tĩnh ông nhìn phương khác vô cùng nghiêm túc nói nếu tiếp tục như thế tu chân giới vô tri vô giác sẽ từng ngày từng ngày suy thoái cuối cùng bọn họ sống trong một tu tiên giới một rửa xấu xa ngược lại sẽ trở thành bản thân tu tiên giới chính là như thế tu sĩ vốn nên không chút tranh giới đạo đức nhược nhục cường thực bọn họ cho rằng đây là chuyện đương nhiên sau đó tự nhiên mà tu tiên giới sẽ đi tới diệt vong trong khi phàm nhân thọ mạng ngắn ngủi lại càng lúc càng phồn vinh hưng thịnh tu tiên giới có thọ mạng gấp mấy chục lần phàm nhân tại sao vẫn thiếu người như vậy Thậm chí cần mỗi 10 năm đến phàm giới tổ chức thu học đồ. Đừng nói vấn đề tư chất tu tiên. Tu sĩ và tu sĩ sinh hạ ra kẻ không linh căng tỷ lệ gần như là một phần vạn. Tại sao tu sĩ tu tiên giới có thể dời non lắp biển nhưng vẫn không kéo khoảng cách quá xa với phàm nhân? Vì tu tiên giới hỗn loạn không chịu nổi, mạnh ai nấy làm không có pháp chế, chỉ dựa vào sở thích cá nhân, âm thanh tiêu vân vật không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người trầm mặt nghe được. Vương Lạc Dương nghe những lời này, cảm thấy không cách nào phản bác, thậm chí có vài lời còn chỉ thẳng vào tệ đoan của tu chân giới hiện nay. Nhưng nó chính là cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng nhất thời không biết chỗ nào không đúng. Phương khác, ngươi biết cuộc sống của tu sĩ ở môn phái nhỏ thế nào không? Ngươi ngay từ đầu đã sinh ở Côn Luân, cho dù từng chịu khổ, sẽ không hiểu được tận tận bóc lột trốt cuộc là cảm giác gì. Cuộc sống xa xỉ của tu sĩ cấp cao là bóc lột từ tu sĩ cấp thấp, mà chiến tranh, chính là biện pháp nhanh nhất phá vỡ chế độ cũ, xây dựng trật tự mới. Bất kể cuối cùng là cung luân thắng hay thái hành thắng, mục đích của ta đều đã đạt được. Nếu điều này khiến ta trở thành ma quỷ, vậy ta nguyện ý trở thành ma quỷ, tiêu vân giật kiên định nói, dứt lời, hiện trường yên ắng, thế giới như vậy thật sự tồn tại sao? Sẽ không vì linh căng tệ hại mà bị đối xử khác. Sẽ không vì tu vi mà chịu đãi ngộ bất bình đẳng, giết người đền mạng, lấy pháp trị quốc không có quân vương và giai cấp thống trị con đường đại đạo thiên hạ vi công chọn kẻ hiền kẻ tài dốc sức vì mọi người một tu sĩ chợt nhớ tới một câu ngẫu nhiên thấy trong một quyển thư tịch của phạm giới người bên cạnh nghe thấy không khỏi gật đầu khi đứng trước một người bác học đa tài học thức uyên tâm sâu trong nội tâm mỗi người sẽ bắt đầu suy nghĩ trầm tư đúng như lời tiêu vân giật nói tu tiên giới bây giờ quả thật có rất nhiều vấn đề như thế kẻ phú càng phú kẻ nghèo càng nghèo nô lệ áp bách tàn sát nhiều đến không xuể vậy trật tự này nên do ai gìn giữ ai có thể bảo đảm được công chính của trật tự này người gìn giữ trật tự có trở thành quân chủ mới trở thành người trên người thay thế tu sĩ cấp cao tiếp tục sinh ra những bất bình đẳng mới một người suy tư rất lâu mới nói mọi người nhíu mày gật đầu tán đồng sau đó lại có người nói phát động chiến tranh sao có thể trở thành thủ đoạn thực hiện mục đích cho dù trước đó tất cả những gì tiêu vân vật nói đều rất có đạo lý tu tiên giới quả thật tồn tại rất nhiều vấn đề. Nhưng tuyệt đối không nên áp dụng thủ đoạn như thế để đạt mục đích, đúng, đây mới là điều mấu chốt. Mọi người giật mình tỉnh ra, phát hiện vừa rồi mình thế nhưng bất giác suy nghĩ theo lối tư duy của tiêu vân giật, mà bỏ qua điểm này. Thủ đoạn này hoàn toàn đi ngược lại với trật tự bình đẳng mà tiêu vân giật nói, bản thân ông ta nói làm không đồng nhất, thì làm sao có thể xây dựng được trật tự trong lý tưởng đó, dùng chiến tranh để thực hiện mục đích, đều là tội ác mang theo máu tươi đầm đìa mang theo vết bẩn không cách nào tẩy sạch dùng thủ đoạn phi chính nghĩa như thế để đạt đến mục đích chính nghĩa cuối cùng cũng sẽ trở thành phi chính nghĩa biến thành sai lầm nghe thế vẻ mặt tiêu vân dật vẫn lạnh nhạt và bình thản không có tự đắc hay bất cứ cảm xúc nào vì ông vốn không để ý phản ứng của những người này phản đối cũng vậy tán đồng cũng vậy không có quan hệ gì với ông ông chỉ nhìn phương khác ông muốn xem thanh niên do trí tiêu tuyển chọn này sẽ nói gì, hoặc nên nói ông muốn thông qua phương khác, biết được người đã phân đường với mình rốt cuộc nghĩ sao. Phương khác cũng trầm mặt một lúc, y trầm mặt không phải vì không cách nào phản bác, cũng không phải vì đang suy nghĩ vấn đề. Trong đầu y có ít nhất mấy chục đoạn văn chương có thể nói ra phản bác tiêu vân dật, y khác với tất cả những người ở thời đại này nếu nói người thời đại này đều đang đi trên một con đường tràn đầy mê mù và chưa biết, bọn họ không biết phương hướng chỉ có thể lần mò tới trước mà trước mắt y sớm đã có một con đường lớn trải qua chân lý khảo nghiệm y biết con đường nào đúng con đường nào sai nhưng biết những cái này chẳng qua là vì y đứng trên vai người khổng lồ cho nên y có chút bội phục tiêu vân vật ở thời đại thế này ông ta lại đưa ra được lý tưởng vô cùng siêu tiến nhưng cũng chỉ thế mà thôi y vĩnh viễn cũng không thể sinh ra nửa phần hảo cảm với người cho rằng hy sinh và chảy máu là chuyện đương nhiên y cũng không muốn tiếp tục cùng tiêu vân vật thảo luận mục đích và thủ đoạn có gì liên hệ nữa vì y hiểu, y không cách nào thuyết phục Tiêu Vân vật, đây là một kẻ theo chủ nghĩa không tưởng tự cho là hy sinh tinh thần. Hơn nữa bất luận ông ta ba hoa thiên địa đường hoàng ngay thẳng gì, cũng không cách nào che giấu giả tâm của ông ta, nhưng y cảm thấy tư thế như là chuyện đương nhiên của Tiêu Vân vật vô cùng đáng hận và buồn cười, chết người là khó tránh. Cho nên phát động chiến tranh. Hy sinh là khó tránh. Cho nên để người thái hành vì giả tâm của ông ta mà đầu rơi máu chảy quỷ tích lịch sử tất phải đi kèm máu tươi, cho nên giết chết những người này ông ta không hề sai, bọn họ chết là chuyện đương nhiên. Lo di cường đạo buồn cười biết bao, cho nên phương khác dùng tay áo lau máu trên khóe miệng, chậm rãi đứng lên, y nhìn tiêu vân giật cười cười, nói, ngươi ngay cả một mẫu ba phân đất của Thái Hành cũng không chế định được trật tự, vậy mà cũng dám ở nơi này nói muốn chế định trật tự cho tu tiên giới, ai cho ngươi lòng tin, điều tả không muốn chỉ sợ là chế độ quân chủ đi, nụ cười trên môi phương khác vô cùng chói mắt ít nhất trong mắt tiêu vân giật khẳng định có một chút mà những người khác lại bất giác gật đầu đúng nói thì nghe hay lắm tại sao trước tiên ngươi không thực hành ở thái hành đi tiêu vân giật cuối cùng hơi hít mắt lại có một câu ngươi khẳng định chưa từng nghe qua ham muốn của bản thân đừng vội thi hành với người khác ngươi cho rằng ngươi đang vì tốt cho tu tiên giới vậy ngươi có từng hỏi qua ý kiến của tu tiên giới chưa nhiều người như thế chẳng lẽ liền bị một mình ngươi đại biểu? Nụ cười của Phương Khác dần nhạt đi, ngữ khí bình tĩnh. Trên mặt Tiêu Vân giật lộ ra không vui, sao y dám nói với ông như vậy? Sau đó ông lại có chút thất vọng, không nghe được lời mình muốn nghe. Đối với ông, Phương Khác vẫn ấu trĩ như thế, giống như hài tử thích đấu võ mồm, toàn nói mấy lời vô dụng không chút ý nghĩa, nhưng kỳ thật bản thân Tiêu Vân giật cũng không biết ông muốn nghe gì. Phương Khác lạnh lùng cười nhạo sau đó mặt không biểu cảm nhìn tiêu vân giật nhàn nhạt nói nhưng ngươi muốn nghe không phải những câu này đúng không cho dù ngươi không cách nào phản bác những câu này nhưng ngươi vẫn sẽ ngoan cố cho rằng mình không hề sai cho rằng lời ta nói chẳng qua là mấy lời ngoài rìa cho rằng những gì chúng ta làm chẳng qua là kiên trì vô vị hoặc cho rằng mọi người đều say chỉ mình ngươi tỉnh vậy ngươi muốn nghe ta nói gì hỏi ngươi biết cái gì là bình đẳng chân chính không nói loại bình đẳng mà ngươi nói là sai lầm hay hỏi ngươi muốn xóa bỏ khoảng cách giữa giàu nghèo cùng mạnh yếu như thế nào? Hay là muốn ta hỏi ngươi chế độ xã hội như thế nên làm sao xác lập những pháp luật nào? Thế giới lý tưởng hóa như vậy phù hợp với thực tế sao? Có thể một lần là xong sao? Nói đến đây, Phương khác tiếp, à, có lẽ những vấn đề này ngươi đều chưa từng nghĩ tới. Có lẽ ngươi có thể đưa ra đáp án của mình. Nhưng ngươi căn bản không muốn một đáp án không giống với mình, tiêu vân giật trầm mặt, ông muốn nghe chỉ là lời tán đồng thôi sao, chỉ là những thứ này có liên quan gì ta sao? Không có, Phương Khắc cực kỳ lạnh nhạt cười, cười đến mức lòng ngực lại đau như bị xé, nhưng y chỉ lau máu tràn ra khóe miệng, bất luận ngươi muốn xây dựng trật tự như thế nào, hoặc ông lý tưởng ra sao? Kỳ thật không có mấy can hệ với ta, cũng không có quan hệ với bất cứ ai, ta cũng không muốn thảo luận những thứ giả tạo này với ngươi. Không muốn tiếp tục nghe ngươi nói những lời đường hoàng chính đại không có ý nghĩa. Ngươi muốn xâm chiếm mảnh đất chúng ta bảo vệ, giết chết nhiều đồng môn của chúng ta, tàn hại rất nhiều người, đây đã là sự thật không cần tranh biện. Vậy cái này liên có liên quan đến ta, thế thì ta cho ngươi biết, mỗi một người cung luân đều sẽ cho ngươi biết. Giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Chúng ta sẽ bắt ngươi và thái hành trả cái giá thích đáng, đây chính là đạo lý cung luân tín ngưỡng, đạo lý đơn giản nhất, thần sắc tiêu vân giật triệt để lạnh đi khoác lác không biết ngượng, tiêu vân giật nhìn phương khác lung lay sắp đổ, đẩy mắt cuối cùng hiện lên sát cơ, ông nâng tay, đầu ngón tay xuất hiện một luồng linh quang, ông không muốn nghe tiếp nữa. Phương khác quay đầu rất nghiêm túc, rất tỉ mỉ nhìn dịp vu thời một cái. Trước mắt y vẫn là một vùng màu máu, nhìn bộ dáng dịp vu thời có chút mơ hồ. Vì thế, y không thấy rõ biểu tình trên mặt dịp vu thời. Nếu y nhìn thấy, có lẽ y sẽ làm gì đó, y chỉ là nghĩ cho dù như thế, nhưng dáng vẻ diệp vu thời trong lòng y vẫn vô cùng rõ ràng. y nắm chặt kiếm trong tay, mỉm cười với diệp vu thời. thật sự, rất không cam tâm. y muốn cùng diệp vu thời nói gì đó, nhưng nói gì đây? y có quá nhiều thứ muốn nói với diệp vu thời, chỉ chút xíu thế này làm sao có thể nói xong? cũng vì y chỉ có thời gian nhìn một cái, cho nên y không nghĩ đến trầm mặt lúc này của diệp vu thời phải chăng hơi không hợp lý? diệp vu thời trước nay luôn trầm mặt, nhưng không phải loại trầm mặt này y không nghĩ đến, cho nên y quay đi, bình thản chém ra một kiếm. Kiếm của phương khác xuất rất tự nhiên, y không nghĩ gì hết, trong đầu không có tiêu vân vật, không nghĩ y có thể thắng không, y có chết không. Y chỉ thuận theo tự nhiên chém ra một kiếm, kiếm thế thuận theo gió, nhắm thẳng tiêu vân vật. Mũi kiếm lóe hàng quang, nhìn cực bình thường, nhưng trên bầu trời lại có hiện tượng gió nổi mây vần, tiêu vân vật hơi sửng sốt. Ông mơ hồ thấy được đạo ý trong phát kiếm này, phương khác đã ngộ ra đạo thuộc về mình rồi sao? Nhưng, vậy thì thế nào? Trên mặt tiêu vân giật chật hiện một tia thương hại. Ông đưa tay, đầu ngón tay điểm ra chính là càng khôn, hàng quan ở mũi kiếm dưới phát điểm này, ảm đạm thất sắc, tất cả phát sinh quá nhanh, phương khác và tiêu vân giật lại rất gần nhau. Mọi người căn bản không kịp làm gì. Khổng du thanh diều tiêu xương thu, nhìn kiếm của phương khác, cùng với dịp vu thời trầm mặt dị thường, không hề động đậy sau lưng phương khác. Hắn chợt cảm thấy sợ hãi, tim thoáng cái như chìm trong hàng băng, nếu phương khác chết thì sẽ thế nào? Khổng du thanh rùng mình, ngăn cản bản thân nghĩ tiếp, từng thân ảnh nhào tới chỗ phương khác và tiêu vân giật, họ muốn ngăn cản chuyện này xảy ra, nhưng lại bị kinh khí của tu sĩ kỳ hợp thể bắn ra, bị uy thế trấn áp. Phương khác biết một kiếm này đã là cực hạn của y, tiếng bên trong lòng ngực xé rách y đã không nghe thấy được, vì đau đớn đã đến mức tê dại y chỉ cảm thấy kiếm trong tay nặng hơn ngàn cân trước mắt gần như từ đó hóa đen toàn dựa vào ý chí mà thôi y và tiêu vân giật quá gần nhau vì thế gần như thoáng chốc mũi kiếm và đầu ngón tay chạm nhau y đã ở trong thống khổ cực điểm nhưng phương khác cảm thấy bình tĩnh vô cùng mà động tác cũng nhanh vô cùng gần như không thông qua suy nghĩ y chợt nghĩ đến nếu y chết rồi dịp vu thời phải làm sao chỉ nghĩ như thế y liền cảm thấy một loại đau đớn sắc nhọn Sư phụ, Lạc Dương, Đồng Đồng, Trần Chữ, từng người côn luân nhất nhất vụt qua trước mắt y, nhưng, vào lúc mũi kiếm và đầu ngón tay chạm nhau. Trước mắt Phương Khác dường như xuất hiện rất nhiều ngọn lửa nhảy vọt, ngọn lửa đỏ như máu, ngọn lửa này chặn trước mặt y, trong lửa mơ hồ có thể thấy được một bóng lưng. Một thân ảnh thoáng cái chặn giữa y và tiêu vân vật, tiêu vân giật hơi kinh ngạc đảo mắt nhìn băng lưu diệm u u cháy rực trước mặt mình, ngọn lửa điên cuồng kết liền thành mảng như muốn thiêu cháy cả sinh mạng, cũng như ngọn lửa trong mắt Diệp Vu thời lúc này, điên cuồng, lạnh lẽo. Diệp Vu thời chọn vào lúc này dùng một loại phương thức thiêu cháy tất cả linh lực trong cơ thể mình, để lên đến trung kỳ xuất khiếu, đúng, cảnh giới của hắn sớm đã vượt qua nguyên anh. Nếu muốn đột phá chẳng qua là vấn đề tích lũy lượng, lúc này trong huyết mạch cháy bùng là mỗi một tia sinh cơ và linh lực, trong mấy phút ngắn ngủi đã tăng lên đến trung kỳ xuất khiếu quả nhiên là thiên tài ngàn năm hiếm gặp diệp vu thời chặn phía trước phương khác sắc mặt trắng như tuyết toàn thân sạch sẽ không một vết máu vì máu của hắn đều được dùng làm mực phương khác giống như đột nhiên cảm giác được gì đó trong lòng trào lên nỗi sợ hãi cực lớn y nhìn thân ảnh mơ hồ đó âm thanh khàn khàn gọi vu thời diệp vu thời nghe thấy nhưng không quay đầu hắn chỉ cực bình tĩnh cực lạnh nhạt nhìn tiêu vân giật trong đầu chợt nhớ tới lời hắn nói hôm đó vậy huynh có nguyện ý vì đệ từ bỏ thò mạng ngàn vạn năm không huynh nguyện ý ầm băng lưu diệm đột nhiên bay lên cao mười mấy mét bao trùm tiêu vân vật và phương khác bên trong nhiệt độ không khí giảm mạnh băng lạnh thấm xương cả người diệp vu thời lại giống như đang cháy trên mi mắt trên tóc hắn đều kết một tầng băng dày hắn đang vượt quá sức mình hắn và góc áo của tiêu vân vật đều lặng lẽ nhiễm lên màu xương đặc biệt là chỗ vết thương trước ngực tiêu vân vật chợt chảy ra huyết dịch đỏ tươi nhưng lúc này, không ai để ý. Trong mắt tất cả mọi người chỉ có một thân ảnh đang bốc cháy. Phương khác hai mắt đỏ bừng, đưa tay muốn túng lấy thân ảnh đó, ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Trong đầu Phương khác chỉ còn ba chữ này, nhưng một cánh tay trắng nọn ấn lên cổ tay y. Phương khác, trễ rồi, đừng để nỗ lực của Diệp sư để phí trắng, tiêu xương thu nói thế. Nhưng Phương khác lúc này hoàn toàn không nghe thấy gì, y chỉ dãy dụa, gần như điên cuồng nhìn thân ảnh đó trước mắt y đã càng lúc càng mơ hồ, chỉ còn ngọn lửa đang cháy đó, còn thân ảnh thì không thấy được. Tiêu Sương Thu và Khổng Du Thanh phải hợp lực mới kéo được phương khác về. Tiêu Sương Thu nhìn Phù Văn Chi Chi chít chíp xuất hiện trên không hình thành cấm chế vây khống tiêu vân giật bên trong. Lại nghĩ tới ánh mắt Diệp Vu thời nhìn nàng vừa rồi. Nàng cúi đầu nhìn phương khác, trong vành mắt phương khác chậm rãi chảy ra dịch thể đỏ máu. Tiêu Sương Thu cứng người một lát, sau đó dùng tay áo nhẹ lau đi dịch thể không biết là máu hay nước mắt kia. nàng nhắm mắt lại, trên gương mặt luôn băng lạnh cũng xuất hiện vẻ không nở. cấm chế của diệp vu thời lúc này tất cả mọi người đều vô cùng quen thuộc vì nó giống hệt như cấm chế ngăn cách ba đại lục. tiêu vân giật bị vây bên trong nhất thời cũng không thể thoát thân, nhưng đây là diệp vu thời thiêu cháy tất cả huyết dịch và thọ nguyên trong người mới làm được. đưa phương khác đi, tiêu xương thu nói với khổng du thanh. nàng nhìn sang đám vương lạc dương trước dùng thuyền bay đi đến trận truyền tống gần nhất, nhất định phải bảo đảm phương khác an toàn về phái, ở đây giao cho ta, sắc mặt tiêu xương thu đầy nghiêm túc, lại biến thành vị đại thống lĩnh băng lạnh khiến tất cả mọi người tín phục, dịp vu thời có thể kéo dài bao lâu chứ, vâng, mấy người vương lạc dương gật đầu, vương lạc dương dịu vai phương khác, nó thấp giọng gọi một tiếng, sư phụ. Mà phương khác vẫn dùng đôi mắt đỏ máu nhìn chầm chầm một chỗ trước mắt, khổng du thanh gần như không áp chế nổi y. Sư phụ, âm thanh vương lạc dương mang theo nghẹn ngào gần như khóc không thành tiếng, sư phụ, đừng như vậy. Ngài không phải từng dạy chúng ta sao? Núi xanh còn đó, cuối cùng phương khác cũng nghiêng đầu qua nhìn vương lạc dương, đáy mắt y một mảng máu đỏ, ngoài dự liệu của mọi người, bình tĩnh nói, đừng khóc, đỡ ta đứng lên, chỉ là âm thanh y rất khó nghe, đại khái là vì yết hầu cũng bị thương, tiêu sư tỷ, tranh thủ tu sửa trận pháp thành thái an. Lạc dương, truyền tin tức cho các quân. Lệnh họ chiếu theo kế hoạch cũ công đánh Nam Lĩnh, người của ngươi cũng có thể hành động, đưa một phong thư cho Chu Thức Vũ, ta giao duy pháp đường cho hắn, bảo hắn tự xem rồi làm, hách liên thập cửu, phương khác tuần tự mà bình tĩnh hạ từng mệnh lệnh. Đám người vương lạc dương sớm đã quên mấy lời khuyên nhủ ở tận đâu, chỉ nhớ kỹ từng mệnh lệnh sau đó lập tức đi thi hành. Mọi người vốn lo sợ không yên giờ cũng bình tĩnh lại, giống như tìm được một người đáng tin cậy chỉ có tiêu xương thu đã tập kết trận pháp nhìn phương khác được vương lạc dương dịu đứng thẳng chân mày nhẹ châu rồi giãn ra đợi khi vương lạc dương muốn mở miệng lần nữa phương khác chỉ nói không cần khuyên nữa trận truyền tống cách nơi này gần nhất cũng phải nửa ngày đường nếu tiêu vân giật trong nửa ngày thoát thân chúng ta vẫn chạy không thoát mà nếu trong nửa ngày ông ta vô pháp thoát thân cứu binh của chúng ta cũng đã đến rồi nhưng dịp vu thời phương khác khép mắt lại lòng ngực mắt nghẹn Vương Lạc Dương giật mình sợ hãi, phải dùng thêm mấy phần sức mới đỡ được phương khác. Nó sợ tâm mạch phương khác, mới phát giác lúc này phương khác chỉ toàn dựa vào ý chí chống đỡ. Để ta lưu lại đây, phương khác nói. Khổng Du Thanh không tán đồng lắc đầu, hắn đưa tay muốn kéo phương khác. Nhưng Vương Lạc Dương lại đỡ phương khác tránh khỏi tay Khổng Du Thanh, sư phụ nói có lý, đi còn có một đường sinh cơ, Khổng Du Thanh nói. Vương Lạc Dương lắc đầu, đều như nhau thân thể sư phụ hiện nay căn bản không chịu nổi trận truyền tống, ta tin vào phán đoán của sư phụ. Huống chi, sư phụ muốn lưu lại, Vương Lạc Dương vô cùng nghiêm túc nói. Khổng Du Thanh nhẹ than một tiếng, kỳ thật bọn họ có ai lại muốn đi chứ? Phương Khác chỉ hơi ngửa đầu, trước mắt y đã không nhìn rõ cái gì, nhưng phản phất như thấy được trước mắt là một vùng lửa nhảy nhót cùng với người bên trong ngọn lửa. Tất cả những gì có thể làm y đã làm rồi, cho dù không ai đến, cho dù hôm nay phải chết, sau này cũng nhất định có người có thể báo mối thù hôm nay, vậy cũng không có gì cần phải suy nghĩ nữa. Chỉ là phương khác có chút phẫn nộ nghĩ, người này luôn như thế, rõ ràng đã từng đáp ứng y sẽ không làm thế nữa. Diệp vu thời nên đón ánh mắt băng lạnh của tiêu vân giật, đạp không mà đứng. Tiêu vân vật bị vô số phù văn cuốn bên trong, trước là kinh ngạc sau là phẫn nộ. Chẳng qua chỉ chênh lệch một ly, thế mà Diệp vu thời lại cướp người khỏi tay ông còn đã thương ông. Ông chẳng qua chỉ muốn giết chết phương khác mà thôi, thế mà bị người hết lần này đến lần khác ngăn cản, hơn nữa còn ngăn cản thành công. nhưng ông là tiêu vân giật, phẫn nộ cũng chỉ trôi qua trong thoáng chốc. ông hờ hững nhìn phương khác một cái, lại nhìn diệp vu thời, ngươi cũng rất được, nhưng đáng sao? vì một người mà thôi, đáng sao? rõ ràng chức vị trưởng môn cung luôn đối với hắn mà nói cũng không phải khó khăn, tại sao cuối cùng ngay cả tay cũng không vươn ra? hiện nay còn tự thiêu chính mình cũng chỉ vì cho phương khác có thể sống tiếp cho dù chỉ có một đường sinh cơ. Sắc mặt Diệp Vu thời trắng như giấy, ngón tay vì đau đớn mà không ngừng co giật. Còn Tiêu Vân giật trong cấm chế trừ ban đầu trở tay không kịp, hiện tại lại vô cùng ung dung. So sánh hai bên, rõ ràng Diệp Vu thời vô cùng thê thảm điều hiu, nhưng Diệp Vu thời không để ý, hắn chưa từng để ý mình có thê thảm hay đáng thương không. Thậm chí hắn còn phân thần nghĩ phương khác có lẽ sẽ rất phẫn nộ bởi cách làm của mình, nhưng vậy thì thế nào chứ? chỉ cần y còn sống, có thể khiến y phẫn nộ cũng là một chuyện rất tốt. Trên đời không phải tất cả mọi thứ đều có thể lấy giá trị để đong đếm, cho nên không có đáng hay không đáng, chỉ là ta thích mà thôi, Diệp Vu thời nhàn nhạt nói. Tiêu Vân giật cười, ông cười vô cùng vui vẻ, còn mang theo chút dáng vẻ thiếu niên. Khi đó ông cũng còn trẻ tuổi, cũng bằng lòng chết vì một người, khi đó ông không cần nghĩ gì hết, ông là thiên chi kiều tử là tương lai của Thái Hành, ông gần như có hết tất cả sau đó bắt đầu nghĩ nhiều, thích hay không thích cũng không còn nữa. Ông bắt đầu nghĩ đáng hay không đáng, nhưng như vậy lại có gì sai, dù sao niên thiếu. Tiêu vân giật nhìn dịp vu thời nói, nếu ngươi thích, vậy ngươi đi chết đi. Phù văn đột nhiên sáng lên, nhưng băng lưu diệm lại bắt đầu ảm đạm dần, dù có thiêu đốt thế nào, chung quy vẫn có hạn. Dịp vu thời mặt không biểu cảm nhíu mày, ngón tay tiêu vân giật đã gấp khúc phù văn, tự hồ lập tức sẽ phá được màn ngăn này kéo ông nửa ngay. Si tâm vọng tưởng, Diệp Vu thời toàn thân nhếch nhát, nhưng vẫn mỉm cười nói, ta nói nguyện ý vì phương khác làm thế, nhưng ta không nguyện ý đi chết. Năng lực lý giải của ngươi quả nhiên có vấn đề, cuộc đối thoại của hai người, tất cả mọi người đều nghe được. Phương khác ngửa đầu nhìn chăm chú, Vương Lạc Dương cho rằng y sẽ nói gì đó, nhưng phương khác không nói một chữ, y chỉ nhìn chầm chầm một hướng, ngửa đầu không hề động đậy, sau đó là trầm mặt kéo dài, trầm mặt khiến người ta muốn nghẹt thở cho đến khi một âm thanh xa xăm kèm tiếng kiếm vung truyền tới ban cho những năng lực bất bại nhữ có nguyện ý phương khác sửng sốt một chút nhìn một hướng tiếc rằng chỉ thấy một vùng kiếm quan trước mắt đã là một phiến huyết hồng mơ hồ nhưng âm thanh này phương khác chớp mắt ngón tay run lên nói ta nguyện ý a à, thái a lạnh lùng chế nhạo một tiếng nhưng ngô không nguyện ý Câu này giống như mang theo một chút chế giễu và một chút đắc ý khi đã xoay được một cục. Sư, sư phụ. Thái A đến rồi, Vương Lạc Dương ngu người nhìn Thái A chém ra một kiếm bức tiêu vân giật phải lui một bước, niềm vui to lớp sắp choáng ngất nó. Sau đó, Vương Lạc Dương lại phát hiện trên mặt sư phụ không có niềm vui, phần nhiều là cảm xúc mà hiện tại nó vẫn không thể lý giải. Nhưng gần như lập tức cảm xúc này biến mất khỏi mặt phương khác, y lại một lần nữa bình tĩnh tự kiềm chế truyền đạt một chuỗi mệnh lệnh làm xong tất cả những gì họ có thể làm được lúc này. Toàn lực duy trì trận pháp hộ thành dưới uy áp đáng sợ của tu sĩ kỳ hợp thể đấu pháp, còn nghiêm cấm tất cả bách tính trong thành ra ngoài, ngăn cản bạo loạn do hoảng sợ tạo nên, vân vân. Sau đó chính là bắt đầu kiên thủ dài đăng đẳng. Chiến đấu giữa tu sĩ kỳ hợp thể vốn là như thế, phù tu vốn cũng có thể như thế. Ngọn lửa cháy rực điên cuồng, kiếm khí khiến người rét run, thuộc pháp đơn giản nhưng phát huy đến cực điểm va chạm vào nhau càng đáng sợ hơn là va chạm giữa đạo pháp thứ cao hơn cả thuật pháp thế gian vạn vật vào lúc này đều ảm đạm đi mặt trời lặn trăng lên tất cả ánh sáng bị bọn họ che phủ trong bóng tối chỉ có ngọn lửa u lam như muốn đốt trụi bầu trời đêm phương khác cúi đầu đứng lắng nghe tất cả âm thanh truyền đến mắt y đã được bôi dược cuốn lên băng vải trắng hiện nay chỉ có thể dựa vào âm thanh phán đoán tình huống cuộc chiến vương lạc dương đứng bên cạnh y nói lại cho y nghe tất cả những gì nó thấy. Sư phụ, Diệp sư bá dùng cấm chế vây tiêu vân vật trong một tấc vuông, tiêu vân vật tránh không kịp, bị thương rồi. Tiêu vân vật ném ra một hạt Bồ Đề tử của Phật môn, vậy mà đã đột phá cấm chế. Vương Lạc Dương khắc chế bản thân dùng ngôn ngữ bình thản nhất trần thuật tất cả những gì mình thấy, nó không hy vọng phương khác vì lo lắng mà tiêu hao tâm lực. Nó khô khan nói, nhìn tất cả những gì trước mắt, ngôn ngữ trong đầu đã mài mòn cực điểm nhưng cuối cùng nhìn thấy một trận thanh quan bao trùm thái a nó vẫn dùng chữ vậy mà vương lạc dương đột nhiên cảm giác được phương khác gác tay lên vai nó nhẹ vỗ rồi nói đạo trong cấm chế của diệp vu thời bao hàm giới ý cho nên mới có thể ngăn cách ba đại lục mà có thể phá giới chỉ có giới có phật kinh nói nhất hoa nhất thế giới nhất diệp nhất bồ đề tiêu vân dật là lợi dụng tam thiên thế giới hàm chứa trong bồ đệ tử để phá giới của diệp vu thời tự nhiên phá giới mà ra vương lạc dương gật đầu sau đó lại khô giọng nói thái a bị thương rồi nhưng cấm chế chưa phá diệp sư bá vừa rồi không biết sao để bồ đề tử qua luôn tiêu vân giật vẫn bị vây vương lạc dương nhìn không được nói một câu diệp sư bá thật lợi hại phù tu vốn là chiến đấu như thế những phù tu đụng chút là ném phù chú kia nên đến đây xem kỹ mới phải phương khác nhếch môi y đứng ở đây tất cả mọi người đều như tìm được một trụ chống y mang bộ dạng như vô cùng bình tĩnh ổn định nhưng kỳ thật trong lòng lại trống rỗng, y suy nghĩ phức tạp đến mức cả bản thân y cũng không biết mình đang nghĩ gì. Giang Trầm Chu tựa lưng lên tường đá lạnh lẽo, lời phương khác lệnh người truyền tới liên tục được nhìn ngẫm trong lòng hắn. Người cầm quyền môn phái trẻ tuổi này cho dù nhận được thư của hắn vẫn cố chấp muốn làm một chuyện mà hắn cho là ngu xuẩn. Có đôi lúc chúng ta cũng phải cho phép yếu nhược. Khi người ở lúc cô độc không viện trợ luôn sẽ hy vọng có ai có thể đưa tay ra cho mình, có lẽ rất ngây thơ nhưng chính loại ngây thơ này mới sẽ không tuyệt vọng. Chúng ta chính là muốn cho tất cả mọi người biết, bất kể thế nào cung luân tuyệt đối không từ bỏ bất cứ ai. Cho dù bị gọi là ngu xuẩn đi chịu chết, nhưng lòng ngọt như đường. Lần này, cung luân từ bỏ ngươi, lần sau, cung luân có lẽ từ bỏ hắn, vậy lần sau nữa thì sao? Vì có vài chuyện nếu không làm, mất đi không phải chỉ là một tánh mạng, mà là ranh giới đạo đức tinh thần và xương người cung luân. Chính vì không từ bỏ, cho nên tương lai vô luận người cung luân nào ở trong tuyệt cảnh ra sao, đều không đến mức phải tuyệt vọng, ngây thơ bậc nào, ngu xuẩn bậc nào. Giang Trầm Chu bắt đầu vô thanh cười, cười cong cả lưng, cười đến mức thở không nổi, cười đến đau đớn. Bọn họ cam tâm ẩn giấu trong bóng tối làm tất cả những chuyện hạ tiện vô sĩ dơ bẩn, tự nhuộm đen bản thân. Có lẽ chính là vì bảo vệ loại ngây thơ và ngu xuẩn này. Điên rồi sao, người bên cạnh hung tận đá Giang Trầm Chu một cái. Giang Trầm Chu trước nay không chút phản ứng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt còn mang theo lệ do cười, người đó không hiểu sao thấy nghẹn, lùi lại một bước. Mà Giang Trầm Chu cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên sau khi hắn đến địa lao này, ta muốn gặp Tả Khâu. Tiêu Bình Phúc không ngờ được lúc này Giang Trầm Chu lại muốn gặp Tả Khâu, mà Tả Khâu cũng đồng ý, nó nghĩ vài biện pháp, cuối cùng gặp được Giang Trầm Chu trên đường hắn đi gặp Tả Khâu. Nó phụ trách dùng cán nâng Giang Trầm Chu, nhưng không tìm được cơ hội truyền đạt tin tức cho Giang Trầm Chu, cũng không biết làm sao nói ra khỏi miệng, cho đến khi tới nơi, nó đưa lưng về phía tả khâu đặt Giang Trầm Chu xuống đất, cuối cùng chỉ có thể không chút dấu tích nắm tay Giang Trầm Chu dụng lực bóp, cứ như làm vậy có thể truyền đạt sức mạnh. Sau đó nó bình tĩnh lui ra, sau khi ra ngoài tiêu bình phúc hoang mang nhìn bầu trời. Mấy ngày trước khi nó nhận được tin tức của phương khác, hưng phấn vui mừng bao nhiêu, lúc này lại sợ hãi hoang mang bấy nhiêu trước là thái a hẹn đến bàn bạc thật lâu không có tin tức, sau là một canh giờ trước nó lại nghe được trong môn phái dần truyền ra tin tiêu vân giật đi dết phương khác tính thời gian đã quá muộn rồi, lúc này còn không biết bên kia tình huống ra sao, tạ khâu cúi đầu nhìn giang trầm chu, giang trầm chu trước khi được nâng tới gặp hắn đã được sối nước lạnh thanh lý qua sau đó hông khô, chỉ là vẫn có thể nhìn thấy đủ vết thương trên người giang trầm chu, xương tay chân có vài chỗ không những gãy thậm chí còn đâm ra khỏi da thịt lộ lộ bên ngoài. Đây đều là những đồng môn của hắn ban cho. Tại sao muốn gặp ta?" Tả Khâu hỏi. "Muốn trước khi chết gặp ngươi một lần, rất kỳ quái sao?" Giang Trầm Chu nói. "Ta cho rằng ngươi vẫn luôn đợi người cung luôn đến." Giang Trầm Chu cười, tiếng cười thấp trầm. "Ta hiểu hơn bất cứ ai, ngươi tuyệt đối sẽ không để ta sống rời khỏi đây." Vì ta còn sống, uy hiếp đối với ngươi và thái hành đều quá lớn. "Không ai hiểu ngươi đang nghĩ gì, muốn cái gì bằng ta." Tả Khâu bình tĩnh ngồi cạnh bàn, lạnh nhạt nhìn Giang Trầm Chu, hắn muốn xem thử Giang Trầm Chu sẽ nói gì. Người lúc trước luôn ra vẻ một câu cũng không muốn nói thêm, đột nhiên muốn nói, trong đó nhất định có nguyên nhân. Giang Trầm Chu nhìn Tả Khâu, nhàn nhạt nói, Tiêu trưởng lão hiện nay vẫn tốt chứ? Tả Khâu nhìn Giang Trầm Chu, Giang Trầm Chu cười nhạo một tiếng, xem ra Tiêu trưởng lão chỉ sợ không tốt lắm. Tả Khâu híp mắt lại, Giang Trầm Chu tiếp tục nói, Tiêu trưởng lão bây giờ có phải đã giao toàn bộ những thế lực đó cho ngươi? có phải ông ta biết quan hệ đặc thù giữa Thái A và Phương khác, nhớ lúc trước khi Phương gia đầu hàng, đã tiết lộ rất nhiều bí mật liên quan đến dấu ấn Thái A, liên hệ giữa họ sớm đã dung nhập máu thịt, căn bản không thể cắt đứt, nhiều lắm chỉ là cắt đứt liên hệ giữa thức hải, nhưng nếu Phương khác gặp nguy hiểm tính mạng, Thái A nhất định sẽ cảm ứng được, nhưng ban đầu ngươi chỉ nói với tiêu trưởng lão, quan hệ chủ tớ giữa Thái A và Phương khác đã giải. Giang trầm chu chậm rãi nói, trên mặt đã hồi phục dáng vẻ băng lạnh, nói từng chữ, tiêu trưởng lão là tu sĩ cấp cao quá tiếp cận với trung tâm quyền lợi, ông ta vừa không phải trưởng môn, vừa không nghe lời như các trưởng lão khác. Nếu không phải công luân còn có tu sĩ kỳ hợp thể, tồn tại của ông ta quả thật dư thừa. Trí tiêu đã tương đương với phế đi, nếu Thái A và tiêu trưởng lão cùng chết, như vậy đối với ngươi mà nói thật là một chuyện may mắn. Trên mặt tả khâu lộ ra ý vị dững dưng, chậm rãi nói, ta vậy mà có chút không muốn để ngươi chết rồi, sau khi Giang Trầm Chu chết, còn ai có thể tiếp cận hắn như thế, thái hành bại cục đã định. Tả khâu, ngươi đã bại từ lâu rồi, Giang Trầm Chu chợt như chế nhạo nhếch môi cười lạnh, sau khi ngươi đưa tất cả đệ tử vào thần cơ doanh, ngươi có nhìn thấy chúng là bộ dạng gì không? Cùng nhiệt, không, là điên cuồng. Không có tư tưởng độc lập, không có căn bản đứng thẳng làm người, đây chính là tương lai thái hành, từ trên căn bản đã mục nát rồi. Ngươi có thể tưởng tượng những người này tương lai nắm quyền thái hành không? Giang trầm chu chăm chú nhìn tả khâu, chậm rãi nói, dục vọng dẫn đến diệt vong, trước sẽ khiến cho điên cuồng. Tả khâu nhướng mày, nói, thì ra còn có cách nói này, sau đó tả khâu mỉm cười, vậy thì có gì phải gấp? Đợi khi ta thoái vị, sau bọn chúng sớm đã có vô số người tùy ta lựa chọn. Mà những người này, khi ta đi, chúng nhất định cũng nguyện ý đi chung, lời nói lạnh nhạt, nhưng lại lộ ra màu máu thâm trầm nếu thật sự có ngày đó, Thái Hành nhất định sẽ thấm đẫm máu. Giang Trầm Chu tin tả khâu có thể làm được, nhưng Giang Trầm Chu lại đột nhiên nhiên tới trước nói, những người đi theo ngươi, ngươi muốn giết sạch họ sao, cùng với câu nói này, là một khúc xương gãy có phần đầu sắc nhọn hung tận đâm hướng tả khâu, bọn họ cách quá gần, mà một kích của Giang Trầm Chu quá bất ngờ. Rõ ràng linh lực của hắn đã mất hết, nhưng lại bắn ra một kích tuyệt diệu, nhưng dù có tuyệt diệu hắn hiện nay làm sao có thể tổn thương được tả khâu một phân, nhưng cũng chính vì quá tuyệt diệu, cảm giác áp lực mang tới khiến tả khâu đã vì lời hắn nói mà nổi lên sát tâm đưa ra phản ứng nên làm lúc đối diện uy hiếp, tả khâu chậm rãi rút cánh tay đã đâm vào ngực Giang Trầm Chu ra, sau đó nhìn sang bên tay kia đang nắm tay, không, là xương gãy của Giang Trầm Chu, sắc mặt lạnh đi, thì ra đây chính là mục đích của ngươi, cầu chết, tả khâu lạnh lẽo nói. Giang trầm chu nhìn tả khâu, khóe môi chợt công lên thấp giọng nói, chỉ là muốn được chết thống khoái tránh phải âm thanh dần thấp không thể nghe được tả khâu lạnh nhạt nhìn gian trầm chu dần mất đi hơi thở đột nhiên chậm rãi cuối người chạm nhẹ lên khóe môi gian trầm chu sau đó tùy tiện ném gian trầm chu ra thẳng người dậy lạnh lùng nhìn thi thể gian trầm chu trưởng lão vẫn luôn đứng trong bóng tối trong điện bước ra từ lúc gian trầm chu nói đến chuyện tiêu trưởng lão ông đã hối hận sao hôm nay lại đến đây lúc nghe tiếp vế sau thống hận trong lòng ông đã biến thành sợ hãi tả không nhìn hướng ông nói, không cần lo lắng, ngươi không cần chết, đến lúc đó, ông ta đã không thể trở về. Trưởng lão hiểu rõ câu này là ý gì, trong lòng vừa có vui sướng vì thoát chết lại trào lên càng nhiều sợ hãi. Tất cả mọi người tại đây cả đời đều không thể quên được một ngày đêm kéo dài như cả một đời đó, vì mỗi một khắc đều là trùng kích và dựng lại đạo tâm của mọi người, cũng phá vỡ nhận thức của tất cả mọi người về phù tu. Kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương như trong dự liệu tiêu vân giật rũ tay mà đứng máu tươi từ cổ tay rách toát chảy xuống nhưng vết thương đáng sợ nhất không phải ở đây cấm chế của diệp vu thời thế nhưng thật sự vây ông trong mảnh thiên địa nhỏ bé này mà thái a quả không hổ là thái a bọn họ tính sai rồi tiêu vân giật cúi đầu nhìn phương khác một cái rồi lại nhìn thái a tuy thái a không thể xem như một tu sĩ kỳ hợp thể hoàn chỉnh nhưng ông cũng có vết thương cũ trên người lại thêm một dịp vu thời ông không ngờ được họ lại ngoan cường như thế tiêu vân giật chợt nói côn luân tự xem là sẽ không từ bỏ bất cứ ai cũng chẳng qua là thế thái a xuất hiện ở đây vậy hành động ứng cứu giang trầm chu đã triệt để thất bại chỉ là tại sao hắn lại xuất hiện xem ra ngươi còn không hiểu rõ tả khâu bằng chúng ta hiện tại hắn muốn ngươi đi chết ngươi nguyện ý không Diệp vu thời trào phúng vừa nói vừa ném đi bình đang dược cuối cùng đầu ngón tay hắn là da thịt bị nước trắng toát sạch sẽ không một chút vết máu, toàn bộ đều cháy sạch. mà cấm chế kia vẫn ngoan cố tồn tại, vây tiêu vân vật bên trong. nhưng tiêu vân vật nhìn cũng không nhìn dịp vu thời, chỉ hơi khép mắt, thân thể nhẹ chấn động, đưa bổn nguyên thần thức phân thần ra khỏi cơ thể. thoáng chốc, phân thần của ông đã ở ngoài ngàn dặm. hai người đều không thử ngăn cản, vì tiêu vân vật đã sắp chết rồi. hiện tại quan trọng chỉ là xem trước khi chết tiêu vân vật còn muốn làm gì. mà thái a lúc này lại nhíu mày chỉnh lại cánh tay bị tháo khớp. Thân ảnh hắn có chút suy yếu, kiếm cũng đã không thấy từ lâu, có lẽ nên nói, vì bị thương hắn đã vô pháp tách kiếm thân và mình ra. Dù sao hắn chính là một thanh kiếm, trong con mắt luôn đen kịt thâm sâu của hắn, phản chiếu ánh bình minh, lộ ra mấy phần thần thái. Hắn nhìn cánh tay trắng nõn của mình đột nhiên biến thành màu đen sau đó biến trở về. Nếu có một ngày phương khác phải chết, ngươi có nguyện ý thay y đi chết? Thật khiến người cảm động, Thái Ai nhàn nhạt nói nhìn sang Diệp Vu Thời còn thê thảm hơn mình. Không biết là đang nói Diệp Vu Thời, hay nói bản thân hắn, nhưng Diệp Vu Thời chỉ ngước mắt nhìn hắn một cái rồi thôi. Thái A thấy thế, cũng cực lạnh nhạt nhìn Diệp Vu Thời một cái, sau đó dời tầm mắt. Trong chỗ tối của một căn phòng nào đó tại Thái Hành, trưởng lão vất vả lắm mới bình tĩnh một chút, nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện, dưới sự kinh ngạc sợ hãi, không kìm được kêu A một tiếng. Tả khâu quay người nhìn tiêu vân giật, trên mặt vẫn là băng lạnh ngài đến rồi tiêu vân dật đến đây thấy được tả khâu đột nhiên hiểu ra tất cả tại sao tiêu vân dật đối diện trí tiêu đối diện phương khác đối diện tất cả mọi người đều không hề động dung lúc này cuối cùng cũng có vài phần dao động vì đây là tả khâu ta cho rằng ngài sẽ không đến hỏi ta tả khâu nhàn nhạt nói đưa bổn nguyên thần thức phân hóa ra khỏi cơ thể sẽ khiến vạn năm thọ nguyên hóa thành hư vô nhưng tiêu vân dật vẫn đến đây nói rõ ông đã đến tuyệt cảnh rồi trả lời vấn đề tại sao này kỳ thật rất vô nghĩa tất cả đều đã phát sinh rồi hỏi tại sao trả lời tại sao đều rất dư thừa nhưng vì là tiêu vân dật cho nên tả khâu suy nghĩ rồi rất bình thản nói vì ngài chưa từng hỏi qua ta muốn cái gì lúc đầu là ngài cho rằng ta không thích hợp làm kiếm tu cũng là ngài quyết định đẩy ta lên vị trí này nhưng từ đầu đến cuối chưa từng hỏi qua ta muốn cái gì mà hiện tại ngài muốn xây dựng một trật tự hoặc nên nói ngài muốn trở thành trật tự đó dựa vào tu vi của ngài để giữ cho trật tự vận hành xây dựng thiên hạ đại đồng mà ngài muốn đây là con đường ngài chọn vậy thái hành thì sao chỉ trở thành công cụ ngài duy trì trật tự sao đây là ngài muốn chứ không phải thái hành muốn cũng không phải ta muốn tả khâu bình thản trực tiếp nói trong đó không có một chút quán hận khi phương Khác trào phúng tiêu vân dật có từng hỏi qua ý kiến của tu tiên giới chưa tiêu vân dật không hề bận tâm mà lúc này khi tả khâu nói ông chưa từng hỏi qua hắn muốn cái gì tiêu vân giật đột nhiên cảm thấy đau đớn tại sao ngài chưa từng nghĩ đến giao những thế lực như thập phương vào tay ta có lẽ là vì trong lòng ngài ở một góc kín đáo nào đó kỳ thật cũng hiểu thứ chúng ta muốn căn bản không giống nhau người muốn gì tiêu vân giật lạnh lùng hỏi tả khâu đi tới trước cửa đưa tay đẩy cửa phòng cảnh sát ngoài cửa ánh vào trong phòng gian phòng này nằm ở nơi cao nhất thái hành chỉ cần mở cửa sẽ có thể từ trên cao nhìn được toàn bộ môn phái hắn nhìn tất cả trước mắt ngữ khí vẫn không hề nhấp nhô chỉ rất bình thản đổi một chữ trong xưng hô dành cho tiêu vân vật thế giới này vốn chính là thế giới mạnh được yếu thua ta đủ cường đại cho nên ta thống trị bọn họ thái hành đủ cường đại cho nên thái hành thống trị mảnh đất này đừng quán trách không công bằng phải hận bản thân ngươi không đủ mạnh đây là ngươi dạy ta mà hiện tại ngươi lại nói muốn xây dựng trật tự ngươi muốn, để kẻ yếu và kẻ mạnh bình đẳng. Tả khâu cuối nhìn toàn thái hành, đưa lưng về phía tiêu vân giật, chắp tay mà đứng. Đương nhiên, ngươi là tu sĩ kỳ hợp thể, luận tu vi ngươi cường đại nhất, có suy nghĩ tùy tính như thế cũng không có gì đáng trách. Nhưng ngươi đừng quên, trật tự ngươi muốn xây nên, đụng chạm đến lợi ích của ai, là lợi ích của thái hành, tả khâu quay người qua nhìn tiêu vân giật, cùng với cả thái hành sau lưng hắn. Tiêu vân giật nhìn tả khâu, rõ ràng cái gì cũng chưa xảy ra rõ ràng gương mặt vẫn như xưa nhưng lúc này tả khâu giống như được ngàn vạn năm thời gian tẩy lễ tả khâu là do ông nhìn từng ngày đến lớn bước từng bước đến hôm nay hiện tại ông lại cảm thấy người trước mắt vô cùng xa lạ ta không phải đụng chạm đến lợi ích của thái hành mà là lợi ích của giai cấp thống trị tiêu vân giật nói là lợi ích của ngươi lợi ích của giai cấp thống trị lợi ích của ta chính là lợi ích của thái hành ngữ khí của tả khâu vẫn bình thản nhưng lần này bình thản là vì không cho phép người khác nghi ngờ cho nên bình thản đến cực điểm vì hắn cho rằng đây là chuyện rất tự nhiên cùng đúng lý tiêu vân giật cười tiếng cười từ trong phòng truyền đi rất xa rất xa trong tiếng cười là mỉa mai mỉa mai bản thân sau đó ông nhìn tả khâu nói ta còn sống tả khâu và tiêu vân giật nhìn nhau hắn nói nếu ngài còn sống trở về thái hành nhất định nội loạn tiêu vân giật lần này lạnh lùng nhìn tả khâu hai người đối kháng rất lâu lúc này suy nghĩ duy nhất trong đầu tiêu vân vật là giết chết tả khâu nhưng sau khi nghĩ đến điểm này tiêu vân vật phát hiện ông không thể giết hắn vì là chính ông đặt toàn bộ thái hành lên vai tả khâu nếu không có tả khâu thái hành sẽ sụp đổ rất mỉa mai quá mỉa mai cuối cùng như lúc đến ông đột nhiên biến mất khỏi phòng tả khâu đứng một lát mới nói với trưởng lão đã sớm bị dọa không xong bảo người đến dọn dẹp bịch một tiếng trưởng lão đó thế nhưng quỳ xuống Ông ta vô thức cho rằng sắp bị dọn dẹp là mình, khi ngã nhào xuống đất nhìn thấy thi thể gian trầm chu ông mới hiểu dọn dẹp tả khâu nói là sao. Lúc này mới vội đáp lời. Tiêu vân giật chậm rãi mở mắt ra, Thái A và Diệp Vu thời nhìn nhau một cái, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu vân giật sắp chết rồi, trước lúc chết ông ta tất nhiên sẽ làm gì đó. Câu nói lúc trước của Diệp Vu thời chẳng qua là vì gợi lên một khả năng khác. Nhưng bây giờ xem ra đã không thể vậy thì có lẽ tiêu vân giật sẽ chọn mang đi một vài người ở đây trước lúc chết tiêu vân vật chậm rãi giang hai tay đột nhiên vô số ánh sáng tỏa ra từ người ông ánh sáng này che phủ tất cả vương lạc dương không kìm được phải nhắm mắt lại có lẽ là thoáng chốc hoặc có lẽ đã qua rất lâu đợi khi vương lạc dương mở mắt trước mắt đã mất đi bóng dáng tiêu vân giật mà hai người khác trên không rớt xuống lần này được mọi người đã từng có kinh nghiệm đón lấy mà sư phụ bên cạnh nó không biết khi nào đã không còn ở đây ông ta đi rồi, Thái A nhẹ nhíu mày, nhìn Phương Khác nói. Cái này không giống với tình huống trong dự liệu của họ, hắn vốn cho rằng tiêu vân giật ít nhất sẽ giết chết hắn, nhưng ông không làm thế. Thái Hành, Thái A nghi hoặc hỏi. Phương Khác lần mò nắm cánh tay băng lạnh của Diệp Vu Thời, kiểm tra tình huống hắn, thấp giọng nói, không đâu, nếu ông ta muốn đi Thái Hành. Trước đó sau khi phân thần bổn nguyên thần thức ra ngoài cơ thể sẽ không trở về. Nói xong y lại nắm tay Thái A, bắt mạch. Thái A trầm mặt một lúc, nhìn tay Phương khác gác lên tay mình, ngô, ta không có mạch đập, ngươi gấp đến ngu rồi sao, trong câu nói này dùng hai từ ta và ngươi rất xa lạ, nhưng lúc này lại không có ai phát giác, Phương khác sửng sốt một chút, buông tay Thái A ra, ông chặt người đã mất ý thức trong lòng, sau đó dường như thất thần ngẩn ngơ mấy giây, rồi đột nhiên ngã xuống, cho dù tình trạng của Diệp vu thời chỉ tốt hơn chết một chút, cho dù hiện tại bọn họ đều thê thảm như vậy, nhưng bọn họ đều còn sống ít nhất vẫn còn sống trong thành thái an lại vang lên một trận kinh hô sau khi binh hoảng tướng loạn mọi người đều nhìn không được ngẩng đầu nhìn trời tất cả đã qua rồi sau đó cuối cùng mới thở ra nhẹ nhõm lúc nghe được thương thế của mọi người lại nhìn không được lo lắng còn có vài người ngốc nghếch hỏi tiêu vân giật thật sự chết rồi một cơn gió mát thổi qua vách núi trí tiêu mở mắt trước mắt cái gì cũng không có nhưng trí tiêu biết ông ta đã đến lá cờ thái hành ở ngoài ngàn dặm cũng đột nhiên bị gió thổi tung lên một đệ tử kỳ quái lầm bầm, sao hướng gió lại đổi, như thị quán ở sâu trong tuyết nguyên, cùng vài góc của tu tiên giới cũng đột nhiên có gió thổi qua, một vài người bỗng ngã xuống đất trơi lệ, sau đó lại ngẩng đầu lên, tiêu vân giật chết rồi, nhưng bọn họ vẫn đang tiếp tục đi trên con đường tiêu vân giật lưu lại, tả khâu như có cảm nhận, nhìn lá cờ thái hành phất phới, mặt không biểu cảm, vì lúc này thái hành đã không chịu nổi một lần nội loạn, cho nên tiêu vân giật chết vì ông phát hiện con đường của thái hành và trật tự ông muốn dựng nên hoàn toàn trái ngược cho nên trước khi chết ông không làm gì cả không nhẫn tâm bắt thái a chết cũng không nguyện ý phản lại lý tưởng của mình cho nên tiêu vân giật chọn an tĩnh mà chết ở một góc nào đó trong thái hành tiêu bình phúc quay đầu nhìn thi thể bị người treo lên giang trầm chu đã chết an tĩnh mà chết như thế trên mặt tiêu bình phúc không có chút cảm xúc nào an tĩnh rời khỏi chỗ này nó muốn khóc lớn một trận nó muốn cướp thi thể xuống, nó muốn giết chết mỗi người Thái Hành xuất hiện trước mặt nó, nhưng nó đã đến tuổi không thể rơi lệ rồi. Cho nên nó bình tĩnh ly khai. Không thể mang Giang Trầm Chu đi, ít nhất nó sẽ để họ mang về thi thể của Giang Trầm Chu. Dưới tiền đề không có người hy sinh, dù sao Giang Trầm Chu chọn lựa cái chết chính là không muốn nhìn thấy họ phải chết. Đúng không? Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha cái chết của tiêu vân giật ngoài mặt không tạo nên sóng lớn gì. Nhưng lúc này Phương Khác lại đưa ra quyết định toàn diện tiến công Thái Hành, nhanh hơn kế hoạch vốn dĩ không chỉ một chút. Tất cả mọi người đều gật đầu tán đồng, cho dù chiến tranh quả thật khiến người thân tâm mỏi mệt. Tất cả mọi người nhìn y, không ai phản đối, có vài người nhìn y với biểu tình tính phục thậm chí có vài tiểu bối là sùng bái. Đương nhiên còn có vài người là kính sợ, vì y đã dọn dẹp sạch sẽ côn luân từ trên xuống dưới nghe từng tiếng tán đồng vang lên vẻ mặt phương khác vẫn có vẻ quá mức bình tĩnh bình tĩnh đến mức lạnh nhạt nhưng tất cả mọi người nhìn biểu tình lạnh nhạt của y ngược lại có cảm giác ta lý giải ta thấu hiểu dù sao dịp vu thời vẫn chưa tỉnh lại hơn nữa cho dù có tỉnh thọ nguyên của hắn đã tổn thất là chuyện tất nhiên mấy đệ tử của luyện đan phong ở bên ngoài bận rộn tiến hành xử lý bước đầu đối với dược liệu trong tay từng lưu trình được thực hiện cuối cùng đưa vào trong phòng thấy phương khác bước vào vài người đứng lên hành lễ. Phương Khác gật đầu nói một câu cực khổ, sau đó đi vào trong. Trong phòng có một thùng dược lớn, Diệp Vu Thời vẫn nhắm mắt ngồi tựa bên trong, sắc mặt hắn còn trắng hơn cả giấy, cánh tay đầy vết thương bị băng bó tầng tầng, nhiệt khí nóng hừng hực từ trong thùng bốc ra, mùi dược tràn đầy cả phòng. Mà dược liệu cạnh thùng thì đã chất thành núi nhỏ, Thái A thì đứng bên cạnh ngọn núi nhỏ này chậm rãi luyện chế dược liệu sau đó ném vào trong thùng, Phương Khác vào cửa, Thái A cũng chỉ nâng mí mắt lên. Phương Khác vừa vào, trên môi đã treo nụ cười, nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Thái A, Phương Khác liếc mắt nhìn Diệp Vu thời chỉ còn sót lại bộ tiết y dán sát người trong thùng dược, nhẹ giọng nói, dược liệu đã sắp cao bằng người rồi, sao còn chưa tỉnh, lần này Thái A ngay cả mắt cũng không thèm nâng lên. Phương Khác lặng lẽ quay đầu, nhìn Thái A, Thái A trực tiếp đưa qua một chén dược, mùi vị gây mũi quen thuộc. Phương Khác lặng lẽ đón lấy trực tiếp rót vào miệng rõ ràng chế thành đang dược tiện hơn không phải sao phương khác uống xong hỏi thái ai nhìn phương khác cười lạnh một tiếng ta không có nhiều thời gian rảnh như thế phương khác ngồi xuống cạnh thùng dược sẵn tay áo lên tháo băng trên tay ngón tay nhẹ rạch bắt đầu lấy máu y từng nói đùa mình là đường tăng không ngờ thật sự giống thế bắt đầu từ lúc y biết máu của mình có tác dụng với diệt vu thời y bắt đầu cảm kích những hành động của phương minh viễn lúc trước phương khác mím môi đột nhiên ngẩng đầu nhìn thái a ngươi thì sao lúc này âm thanh khổng du thanh vang lên đại nhân chu thức vũ đại nhân cầu kiến phương khác hơi nhướng mày đứng lên tùy tiện rẫy giựt lên vết thương ở tay băng lại rồi ra ngoài lúc ra đến cửa phương khác quay đầu nói đợi ta trở về lại nói thái ai nhìn bóng lưng phương khác cầm chén máu phương khác đặt một bên rót cho dịp vu thời trong môn phái không có bất cứ âm thanh bất đồng nào đây chính là vấn đề lớn nhất của phái hiện nay chu thức vũ nhìn phương khác nói vết thương ở mắt phương khác rõ ràng vẫn chưa khỏi ánh mắt còn hơi đỏ còn có băng bó mơ hồ trong ống tay áo cả người gầy đi rất nhiều nhưng y lại bình tĩnh ngồi sau bàn như thế khiến dư sụng lễ và hách liên bình thục sau lưng hắn một câu cũng không thể nói ra miệng thậm chí hách liên bình thục rất tự giác ngồi sau lưng hắn hơi nghiêng về phía phương khác từ sau hôm đó trên người phương khác rõ ràng đã xảy ra biến hóa gì đó nhưng hiện tại hắn vẫn không biết biến hóa này đối với côn luân là tốt hay xấu chiến tranh khiến người mệt mỏi côn luân cần nghỉ ngơi gian trầm chu này tốt xấu bất nhất không tiện ghi lên bia thông thiên phương khác cứ thế chậm rãi nói ta vốn cho rằng trong môn phái sẽ có người nói thế ta cũng đã nghĩ ra nên dùng những đạo lý côn luân nào để thuyết phục họ hay trấn áp họ nhưng những lời này một câu cũng không xuất hiện phương khác bình tĩnh nói có lẽ nói một câu cũng không truyền đạt đến tai ta chu thức vũ lắc đầu nói ta vốn cho rằng lời có thể truyền đạt tới tai ngươi đều là lời thuận tụng ngươi. Mà chức trách của ta chỉ là truyền đạt âm thanh bất đồng cho ngươi, còn về nội dung truyền đạt, ta sẽ không nhìn, cũng sẽ không sàng lọc. Nhưng vấn đề hiện tại là, thật sự không có âm thanh bất đồng, cho dù là chân lý, cũng phải chịu đựng khảo nghiệm nghi vấn. Không ai phát ra âm thanh bất đồng, đây là một vấn đề rất đáng sợ, Chu Thức Vũ nhíu mày nói. Phương Khác chợt cười nói, vậy Duy Pháp Đường thì sao? Chu Thức Vũ nhìn đấy ly nói, hiện tại còn, tương lai thì không biết là ta và sư phụ cùng chọn ngươi phương khác nhất bình trà lên rót thêm một ly cho chu thức vũ chúng ta tin ngươi có thể dư sùng lễ nhắm mắt theo đuôi chu thức vũ nó ngu người rồi cuộc đối thoại giữa phương khác và chu thức vũ khiến nó mơ hồ đặc biệt là câu cuối cùng của phương khác tại sao y và trí tiêu cùng chọn chu thức vũ ngươi lý giải ý nghĩa tồn tại của duy pháp đường là gì chu thức vũ nhìn dư sùng lễ một cái lên tiếng hỏi dư sùng lễ cúi đầu tay bỗng siết chặt bọn họ đều biết nguyên nhân trí tiêu yêu cầu phương khác buông quyền lực của duy pháp đường ra, nhưng nguyên nhân này lẽ nào có thể nói ra miền sao? Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, dư sùng lễ cúi đầu nhỏ giọng nói, kìm hãm, kìm hãm cái gì, kìm hãm phương khác, dư sùng lễ trả lời chắc nịch. Chu thức vũ nhìn dư sùng lễ một lát mới chậm rãi nói, ngươi sai rồi, kìm hãm quyền lợi. Ý nghĩa tồn tại của chúng ta không phải nhắm vào một ai hay một thế lực nào, dư sùng lễ ngẩng đầu nhìn chu thức vũ, chu thức vũ chỉ viện lạc của trưởng môn chậm rãi nói ý nghĩa tồn tại của duy pháp đường là truyền thừa từng đời từng đời bảo đảm côn luân vĩnh viễn đi trên đạo lý chính xác khi người nơi đó làm ra chọn lựa sai lầm chúng ta sẽ phải ngăn cản chọn lựa đó dư sùng lễ nhìn hướng chu thức vũ chỉ thật lâu không thể nói gì tất cả nhận thức của nó đều bị lật tung không chút lưu tình chu thức vũ vẫn nói tiếp nhưng sao chúng ta có thể biết chọn lựa của y là sai lầm hay chính xác hơn nữa tất cả nhân tố chủ quan đều vô pháp bài trừ, cho nên chúng ta chỉ phụ trách lắng nghe dân ý, truyền đạt lên trên. Tuyệt đối không thể tự phát biểu bất cứ ý kiến nào, chế độ vẫn thiếu thuộc, nhưng có lẽ trăm năm, ngàn năm sau có người có thể hoàn thiện nó, kỳ thật ngay từ đầu. Ta đã tự tuyệt ngươi và đám người hách liên bình thuộc gia nhập duy pháp đường. Vì yêu ghét của các ngươi quá rõ ràng, nhưng hiện tại là thời điểm cần thiết, những người khác trong môn phái nghiêng về hướng phương khác quá rõ rệt. Duy pháp đường cần phải giữ gìn tính thuần khiết tuyệt đối, quyền hành của duy pháp đường và trưởng môn nhất định phải tách ra tuyệt đối. Cho nên, phương khác và trí tiêu phân các người đến duy pháp đường, đột nhiên chu thức vũ cười. Khi chúng ta còn đang nhìn cái trước mắt, y và trưởng môn đã nhìn tới nơi xa như thế. Thật đáng sợ. Khổng du thanh lúc này cũng vô cùng nghi hoặc giống như sùng lễ, không có bất cứ âm thanh bất đồng nào không phải là một chuyện tốt sao? Đây không phải đang chứng minh người đúng đắn sao? Phương khác lắc đầu chỉ ra ngoài cửa sổ nói, sư phụ từng hỏi ta, ta có thể nhìn thấy gì? Ta nói thái hành. Sư phụ nói, ánh mắt phải nhìn xa hơn chút nữa. Sau đó, ta phát hiện vạn vật phát triển cần phải nhìn toàn cục, cung luân đang ở trong cục. Tu hành giới, phàm giới đều là một cục. Nhưng vẫn chưa đủ, ánh mắt phải xa hơn nữa, xa đến mức có thể lý giải toàn cục, cũng có thể lý giải tương lai. Tương lai là con đường của cung luân về sau ta là một con người, cho dù ta trở thành trưởng môn cung luân. Ta cũng không thể hoàn toàn đại biểu cung luân, đại biểu ngàn ngàn vạn vạn người cung luân. Ta là một con người, không phải thần, cho nên ta tất nhiên cũng có lúc phạm sai lầm. Nhưng khi ta ngồi lên vị trí này, mỗi một chọn lựa ta đưa ra mỗi một câu ta nói ra đều sẽ ảnh hưởng đến cả cung luân, không có ai phát ra âm thanh bất đồng. Ta liền không cách nào phán đoán chọn lựa của mình có chính xác không, bọn họ không cất lên tiếng nói của mình, vậy lâu dần họ sẽ quên bản thân có thể phát ra tiếng sau đó ta cũng sẽ quên ta sẽ cho rằng ta chính là côn luân sẽ quên đi thân phận của mình mà bọn họ sẽ xem chọn lựa của ta là chọn lựa của họ mà nếu có một ngày như thế ta đưa ra chọn lựa sai lầm có lẽ ta sẽ khiến cả côn luân bước trên con đường không lối về khổng du thanh lắng nghe chậm rãi gật đầu cho dù hiện tại hắn không phải rất hiểu đây là đạo lý gì từ trước tới nay hắn chưa từng tiếp xúc với loại tư tưởng này. Nhìn phương khác, khổng du thanh bất giác nói, ngài đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ta sẽ lập tức thông báo. Phương khác nghĩ một lúc rồi mới gật đầu. Thanh âm bất đồng không xuất hiện ở cung luân, nhưng ở chỗ khác vẫn có. Thiên Sơn biết mệnh lệnh của phương khác liền không hiểu nổi, sau trận chiến thành Thái An, cung luân vốn có tình thế tốt xuất hiện bóng râm. Dịp vu thời vẫn bất tỉnh nhân sự, Thái A lúc này cũng không có chiến lực, phương khác và tiêu xương thu đều đang trọng thương thậm chí dưới mấy năm hao mòn, quân côn luân cũng đã cực độ mệt mỏi. Bọn họ đuổi Thái Hành ra khỏi khu vực của mình, hơn nữa còn chiếm vị trí địa lý ưu thế như thành Thái An, không phải nên biết đủ rồi sao, nghỉ ngơi điều tức, mới là cách làm chính xác nhất, không phải sao, nhưng, bọn họ lại muốn toàn diện phản kích Thái Hành. Điên rồi sao? Đại vật to lớn như Thái Hành tuyệt đối không thể ngã xuống trong thời gian ngắn. Công Luân lấy từ đâu ra lòng tin như thế, nhưng không lâu sau, cả tu tiên giới đều hiểu lòng tin của cung luân từ đâu mà đến. Mà người thái hành thậm chí còn chưa kịp tiêu hóa tin tiêu vân giật chết đã ném tin tức này ra sau đầu. Vì trường ngũ hành sơn ra toàn bộ thái hành ở đâu cũng chìm trong chấn kinh cực độ, cung luân và thiên sơn liên hợp. Cung luân tiến quân lên bắc, người cung luân đánh đến thái hành rồi. Làm sao có thể? Mấy hôm trước họ còn đang chìm đắm trong mộng cảnh đại phá cung luân nhất thống đại lục cửu châu mà hiện tại người côn luân đã đánh đến thái hành thế cục đột ngột biến hóa khiến tu sĩ trong phạm vi thái hành sợ hãi và hoang mang nhưng sự thật bày ra trước mắt họ côn luân đã lấy được đại lục hơn nữa còn vượt sông thành công mấy năm trước côn luân đối diện hoàn cảnh xấu hiện tại đã đến phiên thái hành người thái hành chấn động bọn họ biết quân thái hành nam hạ gặp cản trở biết trong nội cảnh côn luân vì chiến tranh mà máu chảy thành sông nhưng mặc kệ ngoài giới gió mưa thế nào trong nội cảnh thái hành vẫn mưa thuận gió hòa. Địa vị bá quyền mấy trăm năm khiến họ có cảm giác gối cao không lo, cho đến hiện tại, sau khi phương khác cường thế đưa ra phản công toàn diện, quyết tâm thúc tiết quân đội đánh thái hành. Cuối cùng họ cũng nếm được tư vị này. Cảm giác mưa gió ập đến, núi sông đổ sụp, khi triệu lịch duyệt tự tay chém đầu của thủ lĩnh một thôn lạc nào đó, giết chết nội gian vì tiền tài bán đứng đồng bào. Khi vô số người cung luân chém đầu kẻ địch, bọn họ quay đầu lại nhìn bia thông thiên nhớ tới một ai đó người đó có lẽ từng cùng hắn ngứa mắt nhau có lẽ họ là hảo kỳ hữu có lẽ chỉ có duyên gặp một lần khi trong khoáng mạch tối tăm mọi người nức nở dãy dù bò từ dưới đất lên được đồng bạn của họ đón ra khỏi hắc ám bọn họ khó chịu nhìn ánh sáng bên ngoài sau đó nhìn thấy hộ lạc đeo trường kiếm đứng trong đám người bọn họ bị roi đánh lên sóng lưng sóng lưng cuối gầm đã nhiều năm cuối cùng lại dựng thẳng khi tiêu xương thu chém ra một kiếm phá sóng, đạp lên đất bắt đá mở đại môn nam lĩnh, tất cả mọi người côn luân dường như đều nghe thấy tiếng sóng lưng mình cọt kẹt duỗi ra. Những khuất nhục đó, những thống khổ dùng máu nhuộm đỏ, những sĩ nhục bị người dẫm vào bùn đất, hiện nay bọn họ đều muốn dùng một đao một kiếm đòi về, chỉ đứng lên thôi còn lâu mới đủ, chỉ có khiến kẻ địch quỳ xuống. Mới có thể khiến vết thương bị đâm đau nơi đầu gối, lành lại, chỉ đuổi thái hành ra khỏi côn luân, chẳng qua chứng minh được người Côn Luân sẽ không khuất phục. Mà đánh ngã Thái Hành, mới có thể giải thích với mọi người đạo lý dù xa cũng diệt. Mặt ca lặng lẽ nhìn doanh trướng Côn Luân, nói với Bạch Tiêu Tiêu bên cạnh, kẻ địch đáng sợ, nếu không thể một lần giết chết nó, vậy ngươi đừng đi chọc nó. Nếu không tuyệt đối không thể tùy tiện hành động, không ngờ lần này thái độ của Phương Khác lại cường ngạnh như thế, Bạch Tiêu Tiêu cảm thán, chuyện tất thập tứ đã cho Phương Khác một giáo huấn nội bộ cung luân cũng chảy rất nhiều máu, một lần nhổ đi rất nhiều mật thám thái hành. Tổ chức giống như trò chơi tiểu bằng hữu của đám đồ đệ y lại đáng sợ như thế, cửu châu, thanh hoa, hoang mạc ba đại lục đồng thời hành động, xúc tua của thái hành sẽ bị cắt đứt, đáng sợ nhất không phải những cái này, mà là thái độ cường ngạnh của y, trong môn phái cung luân không có một chút âm thanh bất động nào, mặt ca nói. Bạch tiêu tiêu lặng yên một lúc mới nói, đúng là như thế, tín nhiệm của người công luân đối với phương khác không, có lẽ nên nói là sùng bái, khiến Thiên Sơn cũng cảm thấy được một chút hàng ý. Tất cả mọi người đều không nghĩ đến tiến công của Côn Luân lại nhanh chóng như thế, giống như mấy thanh lợi đao đâm vào giữa phế phủ Thái Hành. Mà Thái Hành cuối cùng cũng tỉnh khỏi chấn động, bắt đầu phản kích. Hàng không được phái đi giết tiêu xương thu, mà chút cố chi tiếp nhận vị trí của hàng không đối kháng với công tôn tùy và Điền thanh quan lấy đảo mặt tâm làm cứ điểm. Mà sáng sớm một hôm, trong lương đình ngoài thành thái an nên đón một vị khách đặc biệt hắn bày nước trà và linh quả lên bàn đá chờ đợi người mà phương khác nói với hắn nhất định sẽ đến người có thể chi phối thành bại tả khâu cho rằng người sau khi chết thì cái gì cũng không còn mà phương khác lại biết người sau khi chết nhất định sẽ lưu lại vài thứ tất cả mọi người đều cho rằng tiêu vân vật chết coi như kết thúc nhưng phương khác lại cho rằng chính lúc này cái chết của tiêu vân vật mới bắt đầu lặng lẽ lên men trên núi thái hành trên trăm tu sĩ bị vây từ đại điện dồn ép đến pháp trường trong những người này còn có rất nhiều phụ nữ trẻ nhỏ những người này là người đi cùng một con đường với tiêu vân vật trong phái thái hành liễu tưởng nhíu mày nhìn tả khâu vẫn không có biểu tình gì lần này nàng lại không mở miệng mà cúi đầu nàng không hiểu khi nào sư phụ đã có những suy nghĩ đó khi nào đã tụ tập đám người này cũng không hiểu tại sao sư phụ chưa từng nói với những đồ đệ họ bất cứ suy nghĩ nào của ông một phật tu trong điện gân cổ tức giận trừng tả khâu người này chính là nhất nặc đã chạy khỏi như thị quán hóa ra sau khi hắn chạy đi đã trốn trong phái thái hành suy nghĩ xong chưa sau khi tất cả mọi người đều bị tha ra tả khâu nhàn nhạt hỏi quy thuận hoặc chết nhất nặc nhìn chằm chằm tả khâu một lát cuối cùng ngửa đầu cười lớn mấy tiếng chuyện sai lầm nhất mà tiêu vân giật đã làm chính là không giết ngươi sau đó hắn chém đinh chặt sắt nói đạo bất đồng không gì để thương lượng tả khâu vung tay nhất nặc bị tha xuống mây liễu tưởng nhẹ giật vài cái, nàng cảm thấy nghẹt thở đến khó chịu. Một trưởng lão bước tới nói, trưởng môn, này, hay là nhốt lại trước, bọn họ sẽ hàng phục thôi. Dù sao thế lực trên tay mỗi người họ hợp lại vẫn rất khả quan, trên mặt tả khâu hiện nụ cười nhạt, trưởng lão không tự giác trung lên, sư phụ có suy nghĩ của ông, côn luân cũng có đạo lý của mình, sư phụ luôn muốn tất cả mọi người bị suy nghĩ của ông thuyết phục, cho nên ông mới nói nhiều với côn luân như thế nhưng có biến hóa gì không? Sai lầm của ông chính là nói quá nhiều. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần giết sạch bọn họ, đạo lý của họ tự nhiên sẽ bại, không còn gì, tả khâu nói. Lúc liễu tử ly khai đi ngang qua pháp trường, thi thể nhất nặc bị chất tại đó, thi thể tất cả mọi người đều ở đó, không có một ai hàng phục. Liễu tử đờ đẫn nhìn tất cả, nhìn tất cả những gì xảy ra trong thái hành. Nơi này thật sự quá lạnh, lạnh đến mức lòng người cũng lạnh theo. Cùng lúc này, trên núi Côn Luân, một hàng người suốt đêm chạy lên núi, đưa một người về. Chân Minh dẫn người vừa đi vào, đã thấy Trần Cửu một thân hắc y đợi ở cửa. Trần Cửu bước tới mấy bước nhìn người bị phủ bạch bố một lát mới thấp giọng nói, đón về rồi, nói xong đưa tay muốn vén lên. Chân Minh gật đầu, cản tay Trần Cửu lại, lắc đầu, mặt lộ vẻ không nở. Trần Cửu nhìn Chân Minh một cái, vẫn kiên định vén bạch bố lên. Trần Cửu quay mặt đi, trầm mặt rất lâu mới nói, lão chu vẫn đang nằm trên giường, dịp đại sư huynh cũng chưa tỉnh đợi lát ngươi gặp đại nhân phải nói rõ chân minh gật đầu hiện tại mấy người chúng ta đều ở bên ngoài trong môn phái toàn phải nhờ vào ngươi lạc dương dù sao vẫn còn trẻ nếu có chuyện gì yên tâm ta tuyệt đối sẽ không để trong môn phái xuất hiện tất thập tứ thứ hai trên mặt chân minh hiện một tia âm trầm đây là sai lầm họ đã phạm lúc trước triệu lịch duyệt từng nói qua phải diệt cỏ tận gốc nhưng bọn họ chỉ phái người đi giám sát hai người đều đầy lo âu cẩn thận nhìn biểu tình phương khác. Phương khác trầm mặt nhìn Giang Trầm Chu rất lâu, lâu đến mức tất cả mọi người đều cảm thấy bất an. Trên mặt phương khác vẫn rất bình tĩnh, từ sau hôm đó y luôn bình tĩnh như vậy. Những vết thương trên người Giang Trầm Chu, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy hốt hoảng đau lòng. Đại nhân, trưởng môn gọi ngài lên núi gặp ông. Trưởng môn nói ông muốn trao ấn, tạo đoạt thấy bầu không khí trầm mặt trong điện, khựng một chút, đi vòng qua mọi người trực tiếp nói với phương khác. Phương Khác chậm rãi phủ bạch bố lên cho Giang Trầm Chu. Khổng Du Thanh thấy rõ ngón tay Phương Khác khẽ rung lên, "Chúng ta vô năng, đám người Ngô Thất công lưng thật sâu, ngữ khí khó khăn. Vừa vào điện họ đã thỉnh tội rồi, không phải vì các ngươi." Phương Khác bình tĩnh quay người, dìu Ngô Thất lên. Ngữ khí bình thản nói, "Là ta. Ta vẫn luôn quá xem thường tác dụng của cái chết, cho nên trước đó tất thập tứ có thể sống, cho nên Giang Trầm Chu chết, nhập thổ vi an đi." Khi phương khác nhận lấy công luân ấn từ tay trí tiêu, cả đỉnh nhai không có ai chứng kiến cũng không có nghi thức gì, sư đồ hai người chỉ nhìn nhau một cái. Trí tiêu thay đổi rất nhiều, cả người trong không có một chút sinh khí, bên ngoài thân thể vẫn như bao trùng kiếm phong vô tận. Nơi ông đã tọa đã lỏng sâu vào, bề mặt tảng đá bị kiếm mang tôi luyện ra vật thể hình cầu. Mà phương khác biết, lúc này trí tiêu đã mất đi thị giác và xúc giác. Nhưng không khí lúc này không mấy trầm nặng, vì trí tiêu vui vẻ thả lỏng gần trăm năm nay lần đầu tiên thả lỏng như thế đại khái là vì gánh nặng trên vai đã được giao cho người ông có thể tín nhiệm phương khác nhìn ấn chương chẳng qua chỉ rộng bằng hai ngón tay nhưng lại nặng như ngàn cân chợt nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy ấn chương này không khỏi cong khóe môi hai người sống vai mà đứng cùng nhìn xuống mảnh đất dưới chân núi thật lâu sau trí tiêu mới mang theo mấy phần oán niệm u ám nói thiên hạ mỹ nhân nhiều như thế thật sự không tiếp tục suy nghĩ sao dịp tiểu tử đó ngươi không nhất định áp được phương khác liếc trí tiêu một cái nói, ngài đừng lo lắng vớ vẩn, mấy đồ đệ của tiểu tử ngươi đều không tồi, đó là nhất định. Lầu năm của tàng thư các, có quyển sách ta lấy đi quên trả về, gần đây lưu đại trù nấu linh ngư, vị đạo vừa tươi, linh lực vừa đủ, kỳ thật la thanh nấu cá càng ngon hơn, năm đó lưu đại trù còn nhất định muốn la thanh bái nhập môn hạ hắn. Hai người chuyện phiếm từ chỗ nào ở Côn Luân có ổ linh thú, đến ai sinh ra một tiểu tử mập mạp. Sau đó cũng như ngày trước, phương khác hành lễ, hạ sơn. Trưởng lão xếp hàng chờ đợi hành lễ với phương khác, phương khác trả lễ, các trưởng lão liền đi gặp trí tiêu. Khổng du thanh đứng chờ trên bậc thềm, ghi chép lại. Nguyên hư 12 tháng giêng năm thứ bảy, trưởng môn đời thứ năm trí tiêu trao ấn cho trưởng môn đời thứ sáu phương khác. Hai người trò chuyện với nhau thật lâu trên thận hành nhai. Về sau cái trò chuyện thật lâu này đã dẫn đến rất nhiều đề tài, Ai cũng không biết lần gặp mặt cuối cùng của hai sư đồ lại chỉ nói những chuyện bình thường mà vô vị như thế. Cuối cùng, trên thận hành nhai trống trải chỉ còn lại một mình trí tiêu. Tất cả mọi người trầm mặt xuống núi. Trí tiêu nhìn thanh niên đi đầu tiên, đột nhiên lên tiếng nói: "Ngươi hiện tại đã không có gì khác biệt với người người sau lưng ông lúc này mới chậm rãi hiện ra. Thái ai nhìn phương khác đã hóa thành một điểm nhỏ, nhàn nhạt nói: "Ngươi gọi ta đến vì chuyện gì?". Trí tiêu chỉ nhàn nhạt nói ngươi đã kiên trì không được bao lâu nữa không phải sao thái ai nhíu mày giây tiếp theo mới phát hiện hắn đã không cách nào cử động cảnh giới của trí tiêu rõ ràng lại tăng lên sức mạnh cùng cuộn không dứt được chuyển hóa sau đó truyền sang tại sao không nói cho phương khác biết vì một khi phương khác biết nhất định sẽ nghĩ biện pháp ký kế khế ước với hắn mà hắn bị tình bằng hữu trói buộc nhất định sẽ khuất phục nhưng mà là một cá thể có suy nghĩ cá thể độc lập ta nhất định phải tự do chứ không phải tồn tại như một vật phụ thuộc của bất cứ ai, cho dù người đó là phương khác cũng không được. Kỳ thật có thể ban đầu hắn cũng không nguyện ý kết khế ước, nhưng khi đó bản thân hắn cũng không hiểu điểm này. Tiếng cười của trí tiêu vang lên, đột nhiên nói, vậy xem như là tư tâm của ta, cùng luôn còn cần một vị tu sĩ kỳ hợp thể. Âm thanh dần trở nên hư vô, mà thân ảnh trí tiêu cũng đang chậm rãi biến mất, chậm rãi hóa thành một thể với tòa thận hành nhai này. Thái a rũ mắt chậm rãi cử động ngón tay, đột nhiên có chút hoang mang vô thố, dưới chân núi, phương khác cầm ấn chương, lòng bàn tay ẩm ướt. Lòng y chợt thắt lại, ngẩng đầu nhìn lên thận hành nhai, nhưng sau đó y nghĩ, sư phụ sẽ giống như lời ông đã nói bế quan trong động phủ của lịch đại trưởng môn, sau đó hóa thành hoạt tử nhân không còn ngũ cảm, vĩnh viễn sống, cùng tòa thận hành nhai này thủ vệ cả cung luân, chỉ là bọn họ, sẽ không còn gặp mặt nhau được nữa, mà thôi. Xuyên qua mây mù giữa núi, đi thẳng thái ai nhìn thấy ánh mắt khi phương khác ngẩng đầu nhìn thấy sâu trong mắt phương khác là gì đột nhiên cảm thấy được rất nhiều cảm xúc mà hắn không thể lý giải cũng không hiểu thậm chí hắn không hiểu tại sao sẽ như thế vừa rồi hắn mới chỉ mơ hồ hiểu ra làm sao làm một con người mà hành động của trí tiêu lại nằm ngoài năng lực lý giải của hắn hắn vẫn cảm thấy nhân loại thực là phức tạp khiến hắn khó thể lý giải nhưng trong sự hoang mang vô thố này không biết tại sao trong mắt hắn giống như muốn trào lên gì đó, trào lên một vài thứ hắn vốn không có. Phương Khác không cảm thấy được ánh mắt Thái A, y quay đầu đi, dẫn mọi người tiếp tục đi tới. Mà Thái A thì ngơ ngẩn sờ khóe mắt, cái gì cũng không có. Phương Khác nhìn Thái A ngồi đoan chính trong phòng, bất giác nhíu mày nói, hiếm có, ngươi vậy mà không phải đang xem sách. Y đột nhiên nghiêng đầu đánh giá Thái A, phát hiện sắc mặt Thái A tốt hơn mấy hôm trước, đường vân trên trán cũng sáng rõ hơn. Phương Khác thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, mặt lộ ra nụ cười. Thái A nhìn thẳng vào Phương Khác rất lâu, nhìn đến mức Phương Khác bất giác thấy lạnh. Những mày định nói gì đó thì, ngươi muốn giết ai? Thái A hỏi. Phương Khác chớp chớp mắt, có chút khó hiểu ngồi xuống cạnh Thái A. Chúng ta nói chuyện à? Vu Thời vẫn chưa tỉnh, ta đã sắp nghẹn chết rồi. Lúc trước nhìn tình huống của ngươi hình như không tốt lắm, ta còn rất lo lắng. Nhưng bây giờ trông cũng không, tôi. Phương Khắc phun ra chữ cuối cùng, ngạc nhiên nhìn bóng lưng Thái A bỏ đi, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn, bạch nhãn lan. Nói chuyện với gia thì sao? Chạy nhanh như thế, có lịch sự không, hiểu chuyện không? Còn có thể làm bằng hữu không? Nói xong, Phương Khắc ngồi trên ghế, mặt dần hồi phục bình tĩnh. Y muốn giết ai? Trong đầu y vụt qua rất nhiều gương mặt, cuối cùng dừng lại trên gương mặt tái nhợt không sinh khí của Giang Trầm Chu, tả khâu tả không dùng sự phản bội của tất thập tứ khiến y trả cái giá thảm thống cũng dạy y nên làm sao dùng tử vong để đạt được mục đích vì như đông phương nguyên bốc từng nói qua sống không bằng chết không có chút ý nghĩa bất luận là kẻ thù hay kẻ địch ngươi không thể khiến họ sống không bằng chết ngươi chỉ có thể khiến họ chết vì chỉ có người chết mới an toàn nhưng khi đó y chỉ học được liều mạng lại không học được điểm này hai năm sau một trận tuyết lớn vừa qua không lâu trên cành cây đã nhú lên chồi mới vàng non mơn mởn. Trong góc chỉ còn lại một chút tuyết động, tuyết động tan ra cùng với máu chảy trong khe nước bên sàn đá, đỏ sầm, sau đó chậm rãi được tẩy sạch sẽ, lộ ra mặt đất lát đá xanh. Nước từ trên mái hiên nhỏ lên sàn đá, tiếng nước chảy trong khe vang vọng trong tòa thành tĩnh lặng, sau đó tiếng trống canh vang lên, cửa thành dày nặng có két mở ra. Từng đội nhân mã mặc y sam màu trắng, khoác áo trùng màu đen vào thành y sam và áo trùm của họ đều có theo đường mây gợn màu bạc bách tính trong thành tựa hồ cũng tỉnh lại một ngày vội vàng của họ lại bắt đầu đối với những người mặc áo trùm đen này họ đã quen rồi đúng mới chỉ mười mấy ngày thôi bọn họ đã quen rồi đại bá cho ta năm mươi cái bánh nướng một tu sĩ mặc áo trùm đen cười đứng trước sạp hàng đại bá ngươi xem ta làm đúng lời hứa đến chiếu cố sinh ý của ngươi cho thêm chút thịt đi đại bá bán bánh nướng cười đáp ứng ăn cay không Ai da, hôm nay đừng thêm, ngươi cho ta thêm mấy trái linh quả, xem đi, đã quen thuộc như thế. Vốn bọn họ cho rằng cung luân đánh hạ thành trì xong, cuộc sống của họ nhất định sẽ hoảng loạn bất an. Dù sao ai cũng biết, đây là một cuộc chiến báo thù, nhưng cuộc sống trong tưởng tượng không đến, họ vẫn trải qua những ngày an ổn như trước. Chẳng qua chủ thành đã đổi, phục trang của người tuần tra trên đường cũng đổi màu, thậm chí, bọn họ càng thêm an ổn, vì tu sĩ công luân chưa từng giống như chó điên bắt người khắp nơi, bọn họ chỉ dựng một bản thông cáo, liệt kê tội chứng của những người bị bắt lại. Rõ rõ ràng ràng, nếu ngươi muốn, còn có thể đi xem hồ sơ và vật chứng. Vì công luân xây dựng các bộ môn, các ti phụ trách, giải quyết các loại vấn đề của họ, đăng ký thân phận, hài tử vào học đường, quản lý đường phố, phân chia đất đai, thông thương quản lý. Mỗi ngày còn có một phần tin vắng để xem, chiến sự thế nào, thương vong ra sao, chính sách thế nào, ở đâu chiêu người tất cả đều có tuần tự côn luân quả thật không giống kẻ ngoại lai mà giống như người đã thống trị tòa thành trì này nhiều năm nhanh chóng dung nhập vào những thành trì xa lạ cũng khiến những thành trì này nhanh chóng hóa thành một phần côn luân nếu nói trận chiến báo thù này khiến cả tu tiên giới nhìn thấy xương côn luân cứng cỡ nào thái độ không chết không thôi của người côn luân rất đáng sợ vì xương người côn luân sẽ không công chỉ gãy gãy rồi sẽ hóa thành gai xương sắc nhọn nhất đâm vào tâm kẻ địch thời quyết không thôi. Nhưng cách xử lý sau khi Côn Luân tiếp nhận từng tòa thành trì, càng khiến những môn phái khác cảm thấy sợ hãi. Trên Thiên Sơn, Côn Luân, Thiên Sơn, Côn Luân Thiên Sơn, Thương Nhược Tuyết nhíu mày thấp giọng nói, cửa trước cản hổ, cửa sau đón sói. Có lẽ, trợ giúp Côn Luân sẽ trở thành quyết định sai lầm nhất của ta. Nếu Thái Hành muốn xưng bá, kết quả có thể dự kiến. Cho dù thành công, cũng sẽ không lâu bền, mà côn luân. Nhưng nếu đã thế, chúng ta chỉ có thể đi đến hết con đường, thương nhược tuyết nói thế. Nhưng, khi nào, cuộc chiến này mới kết thúc? Cho dù bách tính được an ổn nhanh chóng, nhưng dù sao chiến tranh là chiến tranh, máu ba đại môn phái đã chảy đủ nhiều rồi. Vương Lạc Dương cởi áo trùng xuống, nhìn ngọn núi cao tên là Thái Hành không xa lắm, thấp giọng nói, chắc nhanh thôi, nhỉ. Liễu tử đứng bên cạnh chút cố chi, nhìn các đệ tử cùng nhiệt, trải nghiệm qua chiến trường mà trở nên càng thêm hiếu sát, trong ánh mắt điên cuồng chỉ có một mình tả khâu. Nàng cuối cùng đã mệt mỏi, lạnh nhạt nói, cuối cùng cũng đến ngày này, chúng ta sẽ là tội nhân, cũng sẽ là người cứu chuộc chút cố chi nói, thái hành, liễu tưởng nhìn lá cờ thái hành phất phới, đáy mắt chậm rãi xuất hiện oánh ngọc, cũng thấp giọng nói, thái hành. Trong phòng ở cung Luân, thanh niên trên giường tóc đen xõa tung, hai mắt nhắm chặt, dưới mí mắt là bóng âm nhàn nhạt, làn da hiện một màu trắng bệnh tật hắn lặng lẽ nằm, tự hồ có ý định ngủ mãi không tỉnh, dưới bàn tay đặt ở ngoài chăn, đè một chiếc nhẫn màu bạc, chủ nhân của chiến nhẫn, lúc sáng sớm vừa mới đi, vì trưởng môn, vì thái hành, một người dơ trường thương lên, vì trưởng môn, vì thái hành, mọi người đồng thanh, đoàn người đông nghìn nghiệp thủ trong thành, nghiêm trận chờ đợi, đợi đợt tấn công tiếp theo của công luân, cảnh tượng thế này, đồng thời phát sinh ở mấy thành trì thái hành. Hàng không nhíu mày đứng trên tường thành, kiếm chưa từng rời khỏi tay. Đột nhiên ở phương xa có hai điểm đen nhanh chóng tiếp cận thành trì, càng lúc càng gần, hai thân ảnh, một cao một thấp. Cuối cùng dừng lại dưới tường thành, một trước một sau, hách liên đồng và hách liên thập cửu ngửa đầu nhìn hàng không, hàng không hít mắt, nhìn phương xa một cái, không có bóng dáng quân cung luôn. Bọn họ dám hai người trực tiếp xông đến dưới tường thành, đánh chủ ý gì, dám ứng chiến không, hách liên đồng cười lạnh một tiếng, hàng không cười lạnh, nhìn hách liên thập cửu nhàn nhạt nói thủ hạ bại tướng cũng dám đến hô chiến cả nhìn cũng không nhìn hách liên đồng một cái câu trả lời của hách liên thập cửu là xuất kiếm chỉ xuất kiếm một kiếm chém xuống kiếm của hắn chính là nặng trầm vì một kiếm này bọn họ đã đợi quá lâu trận chiến núi trường bạch mối thù gia phá nhân vong nỗi khổ sinh ly tử biệt nỗi đau chí thân mất đi nhất loạt hóa thành một kiếm này kiếm này thật nặng một kiếm như nâng một ngọn núi, như cậy một tòa thành. Thần sắc hàng không khẽ động, uy danh của hách liên thập cửu sớm đã truyền khắp đại lục hoang mạc. Suốt mấy năm nay, kiếm trong tay hắn đã tu luyện đến cực hạn, nhưng đây là dưới tòa thành của Thái Hành, cho dù hắn có thể cậy tòa thành lên, hay nâng một ngọn núi, cũng chỉ được thế thôi. Hàng không đứng trên tường thành, giờ kiếm nghênh tiếp, nhưng, ngay lúc này, trận pháp trong thành giúp sức cho hắn chợt biến mất, hàng không lùi lại một bước, trên kiếm như có một ngọn núi đè lên, kiếm trong tay hắn vặn vẹo biến hình. Mà hách liên thập cửu đã mang theo kiếm phi lên tường thành, hàng không nhìn phó thủ cạnh mình, nhưng chỉ nhìn thấy người của mình bị kéo đi như chó chết, sau đó hắn nhìn chút cố chi đang đi lên thành lâu, chợt hiểu ra gì đó, thì ra là thế. Thì ra là thế, hàng không nói liên mồm, hai tay siết chặt kiếm, dỡ bỏ lực, bỏ qua kiếm này, nhảy vọt ra sau, nhưng kiếm của hách liên thập cửu đã đến rồi, hàng không tiếp được kiếm đó, nhưng cả người rơi xuống, va mạnh xuống đất, tạo ra một hố tròn thật lớn. Chúc Cố Chi nhìn hàng không, cùng tu sĩ đang sao động trong thành, trên mặt không chút e dè. Hàng không đứng trong hố tròn, hắn nhìn chút Cố Chi với ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, hận ý, nhưng ngữ khí lại bình tĩnh. Tại sao, Chúc Cố Chi nhìn hàng không, gần như thành khẩn nói, có người hỏi ta, thái hành thế nào mới là thái hành? Ta không biết, nhưng ta biết, thái hành không nên như thế này, ha 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 ha. Hành không ngửa đầu cười lớn, cười muốn sốc không, máu trên môi chảy thẳng xuống. Sau đó lạnh nhạt nói, cho dù thái hành không nên như thế này, cho dù người thái hành không nên như bây giờ, cho dù thế này hay thế kia, ngươi cũng không nên là phản đồ. Thái hành có thể bại trên chiến trường, người thái hành có thể chết trên chiến trường, chết trong tay kẻ địch. Nhưng không thể bại như thế, không thể chết như thế, chúc cố chi trầm mặt không nói. Trong thành đã loạn sĩ bát nháo, một thanh niên trừng trừng nhìn liễu tử trước mắt. Hàng đi, Thái Hành hiện nay đã không giống Thái Hành nữa, Liễu Tửu nhìn thanh niên trước mắt, ánh mắt nhu hòa đi. Bọn họ từ nhỏ trưởng thành bên nhau, là đồng môn và là thân nhân. Thanh niên nhìn Liễu Tửu, mỉm cười, nhưng lại lắc đầu nói, đúng vậy, Thái Hành khiến rất nhiều người thất vọng rồi, nhưng chúng ta không thể bại như thế, nếu hôm nay Côn Luân đánh tới, ta sẽ hàng, nhưng tại sao lại là các ngươi? Sau đó hắn nắm chặt đao, không chút do dự nhắm vào Liễu Tửu cảnh như thế diễn ra trong tòa thành này trong phái thái hành một vài người vẫn tin cho dù thái hành như thế thì vẫn là thái hành thái hành có thể tiếp nhận thất bại trên chiến trường có thể tiếp nhận cái chết nhưng làm sao có thể thất bại như thế này khó tránh quá đáng thương khó tránh quá đau lòng vì chúng ta không có lựa chọn nào khác vì các ngươi đều quá ích kỷ liễu tưởng nhìn thanh niên ngã xuống nhìn rất nhiều rất nhiều gương mặt từng quen biết ngã xuống đấy mắt dân đầy lệ cả người đều run rẩy nhưng đã không còn đầu gối của ai cho nàng yên tâm khóc nữa. Đúng, sư phụ vì thái hành chọn lựa an tĩnh mà chết, bọn họ vì thái hành cũng chọn lựa đi chết, chọn lựa anh dũng như thế, chọn lựa không chút trách nhiệm như thế, họ đã chọn, cho nên trừ cuộc sống tạm còn lại, trừ trách nhiệm còn lại, họ đã không còn lựa chọn nào khác. Tả Khâu dẫn thái hành đi trên một tuyệt lộ, bọn họ cần phải dẫn thái hành ra khỏi tuyệt lộ này, không tiếc thứ gì. Khi Liễu Tử bước lên thành lâu, lạnh nhạt nhìn hách liên đồng một cái. Sát khí hừng hực nhắm thẳng hách liên đồng. Ngày hôm nay, người công luân không nên xuất hiện, hách liên đồng khó chịu đựng nổi lùi lại một bước, nhưng trên mặt không thể hiện gì, nó nhìn liễu tử, sư phụ ta từng nói với chúng ta, trước khi thù nhân già đi, trước khi thù nhân chưa chết bởi tay người khác. Chúng ta cần phải giết chết kẻ đó. Ta cho rằng rất có đạo lý, còn nữa, ngươi đừng nhìn ta như thế. Hai năm trước, côn luân từng biểu đạt thành ý với các ngươi nhưng ngươi lại kéo đến hiện tại ngươi chắc sẽ không ngây thơ cho rằng điều kiện hiện tại vẫn giống với hai năm trước chứ khi côn luân đã sắp giành thắng lợi hách liên đồng nhiên đầu cười liễu Tửu siết chặt nắm tay hai năm trước trong lương đình ngoài phong thành đám triệu lịch duyệt đợi được liễu Tửu mặc áo tang nhưng liễu tử khi đó kiên quyết cự tuyệt đây là đáp án trong dự liệu của côn luân nhưng triệu lịch duyệt lại mang đến mấy câu nói của phương khác Tại sao tiêu vân giật lại chết? Thái hành mà tiêu vân giật muốn không phải là thái hành tả không muốn, thái hành ngươi muốn là thái hành thế nào? Trong hai năm, phương khác tự tay trồng xuống hạt giống này, cuối cùng nảy mầm sau đó trở thành đại thụ chọc trời. Hách liên đồng nhìn nắm tay siết chặt của liễu tửu, hơi hất cầm nói, cảm thấy hiện tại bản thân vì thái hành mà chịu nhục chịu khổ rất vĩ đại sao? Không chút vụ lợi sao? Thống khổ sao? Nhìn nhiều người quen biết chết đi trước mắt ngươi, nhìn Thái Hành từng bước đi lên tuyệt cảnh, nhìn Thái Hành từng ngày thay đổi hoàn toàn, nhìn Thái Hành từng ngày dần suy đồi. Thống khổ đúng không? Vậy lúc trước ngươi đang làm gì hả? Hách liên đồng bình thản nói, nhưng sắc mặt liễu tử lại tái đi. Trước khi Thái Hành đi lên tuyệt cảnh. Lúc ngươi bắt đầu cảm thấy Thái Hành không giống Thái Hành. Ngươi có làm gì sao? Ngươi có từng thử thay đổi không? Từng câu từng chữ, đâm thẳng lòng người. Quá trắng trợn, những lời này đủ rồi chút cố chi quay người qua nghiêm túc nhìn hách liên đồng nói hách liên đồng lại không để ý đến hắn mà nhìn biểu tình liễu tử cười lạnh nói tiếp ngươi cái gì cũng không làm cho dù thái hành tàn sát dân thành phản bội đạo nghĩa của ngươi cho dù ngươi cũng cảm thấy những hài tử đó rất vô tội rất đáng thương ngươi biết rõ thái hành muốn những hài tử đó làm gì nhưng ngươi không ngăn cản mà để lương tâm thấy thoải mái ngươi đi chăm sóc bọn nó liễu tử hơi lùi một bước thật sự rất thống khổ đúng không sư phụ ngươi tại sao chưa từng nghĩ đến việc cho các ngươi biết bất cứ chuyện gì vì ông ta hiểu các ngươi các ngươi quá nhu nhược quá ích kỷ hách liên đồng bước tới một bước mấy đồ đệ tại sao người ông ta xem trọng nhất lại là tả khâu vì các ngươi quá nô tính ngậm bồ hòn làm ngọt rất biết nhẫn nhịn mà tả khâu trước giờ đều không nhẫn nhịn liễu tửu cắn răng run lên lùi thêm một bước hách liên đồng chúc cố chi nhíu mày lạnh lùng nói đã đủ rồi các ngươi chính là chẳng xem đau khổ của người khác là gì lại quá xem trọng đau khổ của bản thân hách liên đồng nhìn chút cố chi một cái dửng dưng nói sắc mặt chút cố chi và liễu tử vô cùng khó coi không thể vung kiếm vào các ngươi ta cũng rất đau khổ nếu có thể không chịu hàng thì tốt rồi ta cũng không đến mức phải dùng miệng báo thù hách liên đồng nhìn thân ảnh hách liên thập cửu tựa hồ thở dài nói người côn luân trước giờ chưa từng quên cũng tuyệt đối không thể quên phụ thân của nó, người nhà của nó, vô số người cung luân. Mùi đất đai bị đốt cháy, mùi tanh của máu, thống khổ sinh ly tử biệt, trên mảnh đất của bản thân, bị sỉ nhục, nhìn đồng môn chết đi lại vô lực làm gì, sẽ không quên. Trên thành lâu đã ngừng nói chuyện, chiến đấu dưới thành lâu cũng đã kết thúc, kiếm của hàng không bị gấp khúc biến hình, trên mặt đất còn ba đốt ngón tay, ánh mắt hàng không trống rỗng nhìn phương xa, nhưng chung quy không ngã xuống, hắn lão đảo nhặt kiếm lên, làm như không có ai bên cạnh bước về hướng thái hành. Hách liên thập cửu thu kiếm, không nhìn hắn nữa, đối thủ đã chiến bại, địch nhân đã sắp chết, cả hai đều không còn ý nghĩa. Hắn cần phải trở về, trở về trước mặt người đó, đó là vị trí của hắn. Hàng không lão đảo rồi thật sự ngự lên kiếm. Đại nhân, một thuộc hại nhìn không được lên tiếng. Hàng không lại như không nghe thấy, hay có lẽ hắn đã không còn nghe thấy. Đại sư Huynh. Ngươi muốn đi đâu, cắn răng thuộc hạ đó gọi ra một xưng hô khác thoáng cái tất cả người thái hành đều hốt hoảng bởi xưng hô này đại sư huynh liễu tử rủ mắt hắn muốn về thái hành về bên người đó đỉnh núi ngũ hành sơn một vùng tuyết trắng duy chỉ có con hồ nửa hình tròn tú lệ trên đỉnh núi giống như một viên bảo thạch màu xanh được khảm vào đó trên hồ sương khí mông lung phía bắc hồ địa thế khá thoải chính khí điện của phái thái hành ở chỗ này mà phía nam hồ lại là vách đá dựng thẳng cả ngọn núi và con hồ giống như bị người chặt một đao chém đi một nửa. Tả khâu hứng gió lạnh rét buốt đứng bên vách núi, nhìn ngọn lửa chiến tranh ở phương xa. Nơi bị thất thủ càng lúc càng nhiều, trong một ngày, giữa trán hắn cuối cùng hiện ra một chút âm u, nhưng ngay sau đó lại hóa thành ý cười dịu dàng. Nụ cười dịu dàng này, lại khiến người ta thấy không thích hợp và sợ hãi. Đối với Vương Tuyết Hàm thì chính là sợ hãi, cho dù hắn vô số lần muốn chiến thắng nỗi sợ trong xương cốt này, nhưng hắn làm không được thế là sống lưng vốn thẳng tắp của hắn, hơi không xuống. Tả khâu chú ý thấy, nụ cười trên môi nhạt đi chút, hắn nói với Vương Tuyết Hàm, tại sao Thái Hành luôn có rất nhiều người giống ngươi chứ? Vương Tuyết Hàm cúi đầu, sắc mặt đột nhiên trắng như tuyết, sau đó nghe tả khâu nói, đi động thủ đi, sắc mặt Vương Tuyết Hàm trở lại bình tĩnh, hắn hỏi, giết chết bao nhiêu người mới thích hợp? Trên 15 tuổi, kẻ phản kháng, hay tùy tiện giết một vài đứa, hắn rất bình tĩnh hỏi những lời này, vì hai năm nay số người hắn đã giết rất nhiều. Hắn đã quen với việc tay dính máu, cảm giác nắm giữ sinh tử của người khác, nhưng thoáng cái, huyết sắc trên mặt hắn tan biến sạch sẽ, vì tả khâu cực bình tĩnh nói ra hai chữ, giết sạch, vương tuyết hàm vẫn luôn cho rằng hắn đã quen, nhưng hắn vẫn chưa. Hắn đứng trước thần cơ doanh, trên mặt vẫn có chút hoảng hốt. Một vài tiểu đệ tử còn chưa cao đến eo hắn thò đầu nhìn hắn, tựa hồ đang hiếu kỳ. Bọn chúng không biết tại sao lúc này hắn lại đến thần cơ doanh, thậm chí có vài đứa còn mang vẻ hưng phấn vì khát vọng lên chiến trường. Khát vọng được thấy tả khâu mà chúng sùng bái kính ngưỡng, Vương Tuyết Hàm có thể khẳng định nếu tả khâu bảo chúng chết vì thái hành, phần lớn trong số chúng nhất định sẽ thản nhiên liều chết. Có lẽ hắn vĩnh viễn không hiểu được đại nhân rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng hắn vốn không cần hiểu đại nhân đang nghĩ gì, chỉ cần nghe lời là được. Vương Tuyết Hàm dẫn nhân mã trực tiếp xông vào thần cơ doanh có tu sĩ lại đón vẻ mặt nghi hoặc, còn chưa kịp mở miệng đã bị chém ngã xuống đất, trong 10 bước, thần cơ doanh đã có hơn 10 thi thể, bọn họ mặc khôi giáp, lao vào đình viện, ai cản liền giết, vương đại nhân. Ngài làm vậy là có ý gì, vương tuyết hàm khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói, xích thống lĩnh, ngại quá, trưởng môn muốn các ngươi chết đi, người vương tuyết hàm dẫn đến là dòng chính mà tả khâu đắc ý nhất. Cũng có không ít người đến từ thần cơ doanh, nhưng bọn họ chỉ nghe lệnh hành động cho nên họ cầm đao còn vững hơn vương tuyết hàm vương tuyết hàm nhìn cả thần cơ doanh kiên định giơ tay lên rồi nhanh chóng vung xuống khi hắn giơ tay lên vô số thanh đao cũng giơ lên tên đã lên dây lúc hắn vung tay xuống những thanh đao đó cũng chém xuống một người cũng không lưu dết sạch toàn bộ âm thanh tuyết bị dẫm vang lên tả khâu quay người cách con hồ nhìn qua thanh niên sắc mặt trầm tĩnh nhìn hắn y mặc một thân bạch y như dung làm một thể với tuyết trắng diện mạo y rất tuấn tú màu da trắng nõn lại có vẻ tái nhợt vì thế càng khiến cho màu môi thêm tươi đỏ cô đọc một mình tả khâu chậm rãi nhếch môi cười vui vẻ phương khác hắn cười rất nhạt nhưng lại chân tâm thực ý vì phương khác quả thật đã đến vốn đã trở thành định cục lại xuất hiện cơ hội lật bàn phương khác dừng lại trước hồ hai người cách một mặt hồ từ xa nhìn nhau phương khác nhướng mày chợt bật cười chế nhạo. Sau đó nói, cho dù hôm nay ngươi không động thần cơ doanh, người đến cũng chỉ là ta. Vì Thái A không thích đánh chó dưới nước, nhưng, ta rất thích, ta không nhìn phương khác, hắn không thích tự đánh chó dưới nước, nhưng hắn không giận, hắn chỉ nghiêng người, nhìn khói lửa lượn lờ, ôn hòa nói, nếu hôm nay ngươi chết, ta sẽ giết sạch tất cả người côn luân, hắn nói rất bình tĩnh, rất xác định, nghe lời này, sẽ khiến người nghĩ đến một nghĩa khác nhưng hắn chỉ đang nói một sự thật nếu hôm nay Phương Khác chết trên tay hắn, hắn có lòng tin tuyệt đối xoay chuyển được cục diện hiện nay. Sau đó hắn sẽ giết chết bất cứ người nào làm trái chí hướng của hắn. Nếu hôm nay ngươi chết rồi, ta sẽ giữ lại mạng cho rất nhiều người, Phương Khác nói. Không cần nói thêm gì nữa, tả khâu chậm rãi rút kiếm ra. Nhiều năm rồi, người từng thấy hắn rút kiếm đại khái đã sắp quên, hắn từng là một kiếm tu chân chính. Đây là một thanh kiếm dài chừng ba thước ba, có mũi kiếm vô cùng mỹ lệ theo kiếm chậm rãi rút ra trên ngũ hành sơn phong vân biến ảo màn đêm đột ngột kéo xuống khắp bầu trời lấp lánh ánh sáng thất tinh long uyên kiếm như tên đồ án thất tinh trên thân kiếm cùng với vì sao trên bầu trời mơ hồ kêu gọi nhau đại thành giả cầm kiếm có thể thông thiên tả khâu đã đến được kiếm ý thông thiên tả khâu luôn thích mượn thế mà làm nhưng hôm nay hắn đã cầm lên kiếm của mình vương tuyết hàm nhìn vết máu dưới đất trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì. Hiện nay họ vẫn chỉ đang ở tầng ngoài mà thôi, nếu dết vào nội viện. Một mũi tên bắn ra có lẽ một lần có thể bắn xuyên ba người, vì người quá đông, quá dễ dết. Sau khi nỗi sợ hãi vụt qua trong lòng, Vương Tuyết Hàm lại cảm thấy một chút hưng phấn kín đáo. Hắn đã có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc này, mũi tên chi chít cắm vào thi thể, giống như vô số nhánh cây chỉ ra. Từng gốc cây mọc đầy cả thần cơ doanh, lúc này, một đạo kiếm quan vô số đạo kiếm quan hiện lên cung tiễn thủ trên mái hiên toàn bộ ngã xuống đầu xác tách rời vương tuyết hàm nhìn đầu người lăn tới cạnh chân hắn nội tâm sợ hãi không thôi ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy một tu sĩ tóc bạc từ cao cúi xuống lạnh nhạt nhìn họ mà sau lưng hắn còn có một người cục tay người cục tay đó nhìn cảnh tượng trong viện căm hận nhìn hắn miệng thì đọc gì đó vương tuyết hàm nhìn tu sĩ tóc bạc đó giật mạnh về sau một bước hai bước ba bước hắn biết người kia là ai vương tuyết hàm thổi vang tiếng tiêu chói tai cùng lúc vang lên còn có tiếng chuông cổ ở sơn môn chung này đã gần mấy ngàn năm chưa từng bị gõ vang khẩn cấp côn luân tấn công ngũ hành sơn chìm vào hỗn chiến tu sĩ trên ngũ hành sơn thống nhất hành động trào đến thần cơ doanh mà vương tuyết hàm lại lặng lẽ rút lui theo tiếng kèn hiệu tiến công đua à đối diện tu sĩ kỳ hợp thể hắn đương nhiên không ngu ngốc lưu lại đây tu sĩ tóc bạc không nhìn tới hắn mà ngẩng đầu nhìn màn đêm đột nhiên buông xuống, dưới vì sao, hai đạo kiếm khí va đụng vào nhau. Tả khâu một chân lơ lửng ngoài vách núi, một vết nứt từ trước mũi chân hắn uống lượng kéo dài đến bên bờ hồ, đến trước người phương khác, thoáng chốc ngưng trệ, sau đó nước hồ chảy ra ngoài, tả khâu điểm chân nhảy lên. Hai người lần đầu giao thủ, hồ nước đã bị chém thành hai nửa, nước hồ từ vách núi đổ thẳng xuống, hình thành một con thác, rất đẹp. Tả khâu nhìn phương khác, ánh mắt càng thêm sâu, hắn không ngờ được, kiếm của phương khác đã đến mức độ này, nhưng lại không giống thông thiên, hắn không nhìn ra là cảnh giới gì. Trong kiếm mang của phương khác đã có đạo ý, mà tiếng hô dết đã truyền đến đây, liên tiếp 12 tiếng chuông vang lên, cuối cùng ầm ầm một tiếng. Chuông cổ cạnh sơn môn thái hành rớt xuống, từ trên dốc lăn ầm ầm xuống. Đạo sơn môn đầu tiên của thái hành đã mở, tạ khâu hơi nghiêng đầu, phản phất như đang nghiêng tai lắng nghe. Vương Tuyết hàm thì lão đảo bò lên đỉnh núi ngay lúc thấy phương khác thì giật lùi một bước. Sau đó lúc tả khâu nhìn qua thì nhìn không được trung rẩy, gần như mềm nhũng ngã lên bậc thang. Phương khác thờ ơ nhìn hắn một cái, tên vương tuyết hàm này, y biết, đây là một con chó tả khâu thả ra ngoài cắn người khắp nơi, hiện tại quả nhiên nhét nhát như chó nhà có tan. Hắn hoảng loạn nhìn quanh, cuối cùng chỉ đành hốt hoảng đi vài bước về phía tả khâu, sau đó quỳ phục xuống đất, trưởng môn, ta, đối với lời hắn muốn nói, không ai hứng thú phương khác nhìn tả khâu nói sở dĩ có cục diện ngày hôm nay là vì trường ngươi ra ngươi xem những người khác như một con chó mà bọn họ cũng tự cho là thế mà khác biệt giữa chó và sói ở chỗ chó không đổi được tánh ăn phân tả khâu nhìn phương khác mỉm cười nói ta không ngờ được ngươi vẫn ngây thơ như thế đến hôm nay vẫn còn phân biệt sói và chó tính toán xem xương có cứng hay không tả khâu dừng lại một chút lạnh lùng nói chuyện không chút ý nghĩa sở dĩ có cục diện ngày hôm nay chẳng qua là do tài không bằng người mà thôi, không liên quan gì đến chó hay sói. Cần gì cứ phải lôi tới. Mà sở dĩ ngươi có thể đứng trước mặt ta nói năng tùy ý như vậy, chẳng qua là vì ngươi có thực lực này, ngươi đủ mạnh, cho nên ta cho phép ngươi nói ra những gì ngươi muốn nói. Nếu ngươi yếu, cho dù xương ngươi có cứng, ta thậm chí không nhìn ngươi một cái, cho dù ngươi oán hận ta, muốn giết chết ta, hay đi khắp nơi nhục mạ ta, ta cũng sẽ không biết có một người như ngươi, vì sẽ không ai để ý một con kiến muốn làm cái gì. Ngươi so với một con chó chết còn chả có ý nghĩa hơn, tả khâu bình thản nói, bình thản như thể đang nói chân lý gì đó. Hắn nâng kiếm lên, trong màn đêm, các vì sao xoay chuyển, dần dần có thể thấy được hình bát quái. Kiếm ý đáng sợ, khiến người ta cực độ sợ hãi bao trùm cả ngọn núi. Chu lập đức nhìn vì sao bắt đầu xoay chuyển đầy trời, bất giác có chút lo lắng, hắn nói với Thái A, hay là ngài đi xem đại nhân đi thái a liếc chu lập đức một cái chu lập đức cười rụt rè sau đó tiếp tục đưa các đệ tử đã ngất đi lên thuyền bay dùng cánh tay rối vẽ đầy phù văn kiếm của tả khâu không bằng phương khác thái a nhàn nhạt nói huống chi kiếm của tả khâu từ lâu đã không còn thuần túy cảnh giới của hắn là được truyền linh lực cưỡng chế tăng lên đối với kiếm đạo mà nói là bóp chết đạo của bản thân chu lập đức nghe thế cười cười nhìn thi thể dưới đất cho dù phân không rõ là đệ tử thái hành hay những hài tử bị bắt đi nhưng nhìn thấy nhiều hài tử như thế còn trẻ tuổi như thế chết đi người ta luôn sẽ cảm thấy một niềm bi thương khó thể khống chế cho dù hắn đã phát động thẻ ngọc cấy vào năm đó cho dù có tiêu bình phúc tiếp ứng sớm một bước nhưng vẫn tử thương thảm trọng những phụ mẫu đó đang đợi rồi đợi cuối cùng đợi đến ngày hôm nay kế hoạch nhiều năm như thế chỉ đợi đến ngày này chỉ mỗi bản kế hoạch thôi họ đã chất đầy cả phòng thiên thời địa lợi nhân hòa, diễn toán vô số lần. Làm sao có thể không thành công, nhưng bọn họ không ngờ được tả khâu lại tán tận lương tâm như thế, sẽ hạ lệnh giết sạch. May mà đại nhân để Thái A đồng hành cùng họ, đây đã định là một ngày được nhắc lại vô số lần. Trên mặt hồ, kiếm quan ngập trời, trong phái thái hành, tiếng hồ dết chấn trời, vương tuyết hàm nằm sấp ở đó, ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có. Kiếm khí rạch lên người hắn một đống vết máu sau đó hắn chợt nghe thấy âm thanh phương khác nghe lời phương khác nói sau đó hắn cảm thấy hoang đường như cả thế giới bị lật tung quá hoang đường hoang đường đến mức hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh vì thế hắn ngẩng đầu nhìn hai người đang đấu kỳ thật phương khác chỉ nói hai câu y nói trên đời rất ít có ai nhìn thấy ngươi rút kiếm bọn họ cho rằng là không có ai có tư cách để ngươi rút kiếm kỳ thật họ sai rồi ngươi không rút kiếm là vì ngươi không được vương tuyết hàm ngẩn ngơ nhìn phương khác sau đó nghiêng đầu nhìn tả khâu phương khác nhìn tay cầm kiếm cùng con mắt bây giờ đã hoàn hảo của tả khâu nhàn nhạt nói vì ngươi sợ cho dù người rút long uyên ra ngươi cũng không thể chiến thắng đối thủ sợ cho dù tay cầm long uyên nhưng vẫn như cũ cảm thấy mình là một kẻ yếu phương khác nói thế kiếm đã đến trước mặt tả khâu đây là một kiếm chân chính của y trong hôm nay nếu hôm nay tả khâu không rút kiếm thắng bại có lẽ còn chưa biết nhưng nếu hắn đã rút kiếm vậy tất bại Kiếm của Phương Khác là loại bình thường đến không thể bình thường hơn, chẳng qua chỉ đáng mấy khối linh thạch, phập một tiếng, kiếm xuyên qua thân thể máu thịt, nhưng không có một chút máu nào chảy ra, vì máu của hắn sớm đã chảy sạch. Hắn cuối cùng cũng chạy về tới nơi, trở về vị trí thuộc về hắn. Mẹ nó ngươi đang thả cái rắm gì, hàng không ôm bụng, ngã xuống, nói ra câu cuối cùng, gần như đồng thời, đạo sơn môn thứ hai của Thái Hành bị mở ra từ bên trong. Tiêu Bình Phúc đứng ở cửa, bình tĩnh nên đón đại quân cung luôn. Có người từ xa đã nhận ra nó, đáy mắt mang theo hận ý nói, phản đồ, không ngờ ngươi là phản đồ. Ngươi đồ phản đồ. Giết chết tên phản đồ này, rất nhiều người chấn động, không dám tin tưởng. Vì nhân duyên của thanh nhị thập tứ trong môn phái cực tốt, gần như với ai cũng có thể ở chung. Bằng hữu giao hảo cũng không ít, tiêu bình phúc nhìn họ, chỉ rủ mắt nghĩ, chưa từng quy thuận, lấy đâu ra phản bội, chút cố chi, Liễu Tửu đã đạt thành hiệp nghị đình chiến với Côn Luân. Kẻ hàng không dết, tiếng hô hào như thế vang vọng trên ngũ hành sơn, lặp lại nhiều lần. Có vài người dao động, bọn họ mê mang nắm chặt vũ khí trong tay. Không biết nên làm sao? Một vị trưởng lão nhìn người Côn Luân công đánh lên núi, ho mạnh một tiếng, sau đó hung hăng nuốt vị máu tanh xuống, không ngờ Thái Hành đã rơi đến mức độ này. Thề cùng tồn vong với Thái Hành, trưởng lão vung tay lên hô lớn, cùng tồn vong với Thái Hành, vô số người hồi ứng tiếng la vang vọng cả ngũ hành sơn vì thái hành vì thái hành vì tả đại nhân tiếng hô gọi trong môn phái bắt đầu chỉnh tệ lại thái hành đã nhanh chóng phản kích có hiệu quả trước đó côn luân vì đánh bất ngờ lại có người bên trong tiếp ứng mới nhanh chóng đánh hạ hai đạo sơn môn tiếp theo chính là trận chiến cứng một phần người của phái thái hành người thái hành họ siết chặt vũ khí trong tay vì bảo vệ mảnh đất dưới chân vì một tín niệm trong lòng. Cũng như người côn luân năm đó, kẻ trước ngã người sau lên, kiên cường không sợ chết. Mà trong tiếng hô chết đó, tả khâu không nhìn hàng không đã ngã xuống, hàng không chết rồi đối với hắn mà nói cũng chỉ là một cái xác mà thôi. Hắn nhìn phương khác, đột nhiên cười lớn, cười rất tùy tiện, hắn ném kiếm đi. Ngươi rất hiểu ta, nhưng cũng chỉ hiểu một phần về ta, một ta trước kia mà thôi. Tả khâu ôn hòa nói, ngươi nói đúng, nhưng cũng chỉ nói đúng một phần ta từng sợ bản thân sẽ trở thành một kẻ yếu vì một con mắt bị móc đi vì cánh tay cầm kiếm bị bẻ gãy hắn nhìn phương khác ánh mắt lạnh dần sau đó cực độ khinh miệt nói nhưng sau đó ta phát hiện không có kiếm ta cũng có thể giết chết kẻ địch thậm chí giết càng nhiều kẻ địch phương khác ta tôn trọng thực lực của ngươi nhưng ngươi tới đây nhất định là một quyết định sai lầm nhất của ngươi vì nơi này là thái hành mà chí hướng của ta chính là chí hướng của thái hành tay vừa ném kiếm siết lại thành quyền, nước hồ đã đổ xuống vách núi giờ chảy ngược về hồ, hai đạo sơn môn đã mở đột nhiên khép chặt, quân côn luân bị phân thành hai phần. Phong vân biến ảo, ánh sáng của vì sao không còn giới hạn trên đỉnh ngũ hành sơn. Màn đêm buông xuống, vào lúc này, tả khâu và thái hành đã là một thể, giống như phương khác năm đó là một thể với côn luân, đã có thể so ngang với tiêu vân giật. Tả khâu lúc này cũng thế, thậm chí hắn không cần trận pháp, cũng không cần bất cứ điểm tự nào, đã dung làm một với thái hành trong phái đầy tiếng kêu la thúc thiết mọi người điên cùng nhìn bầu trời đêm đấy mắt như có một ngọn lửa đang cháy dũng khí và lòng tin vô hạn trào lên họ quay người tấn công quân côn luân đã bị vây ở giữa hai đạo sơn môn tả khâu còn thái hành làm sao có thể vong ánh mắt tả khâu vẫn bình tĩnh như trước hơn nữa tràn đầy lòng tin cường đại hắn nói ngươi xem côn luân các ngươi nhiều đạo lý như thế ngươi tự cho rằng bản thân chính là đạo lý nhưng khi ta mạnh hơn ngươi cho dù ngươi nắm chặt đạo lý cũng không chỗ để nói tay cầm kiếm của hắn đã nắm thành quyền đánh thẳng vào ngực phương khác bất luận phương khác thiên tài ra sao kiếm của y khủng bố cỡ nào nhưng y vẫn chỉ là một tu sĩ kỳ nguyên anh mà thôi mà tả khâu vì được phùng sinh trưởng lão truyền linh lực cảnh giới tuy chưa đột phá đến phân thần nhưng đã đến hậu kỳ xuất hiếu có lẽ nên nói hắn và phân thần chỉ cách nhau một đường ranh huống chi lúc này hắn còn có thái hành không ai từng thấy nắm đấm của tả khâu cho dù là gian trầm chu cũng chưa từng thấy quyền này là tả khâu cũng là thái hành quyền này phương khác cản không được cho dù lúc này đứng ở đây là thái a đối diện quyền này cũng khó cản nổi đương nhiên phương khác cũng chưa từng nghĩ sẽ cản quyền này lại vì mục đích của y là giết chết tả khâu giống như nhiều năm trước y và thương nhược tuyết nhưng tả khâu không phải thương nhược tuyết tâm tả khâu còn kiên định hơn bàn thạch trên đời sớm đã không có bất cứ việc gì có thể xúc động đến lòng hắn cho nên quyền của hắn đánh lên ngực phương khác nước hồ chảy ngược về thoáng cái vô thanh nổ ra hóa thành mưa bay đầy trời tiếng xương nứt vỡ vang lên thậm chí có thể nghe rõ được phương khác gãy mấy khúc xương nhưng tả khâu lại mãnh liệt lui ra chứ không thừa thắng truy kích vì tay cầm kiếm của y đã trống rỗng nhưng kiếm đó lại không rơi lên người hắn vậy kiếm của phương khác chém tới đâu sau đó hắn ngẩng đầu trong bầu trời đêm phủ đầy sao có một đường mảnh màu trắng, kéo thẳng tách bầu trời đêm thành hai nửa, bọc nước đầy trời rơi xuống đất, dấy lên một vùng kiếm quan. Phương Khác Thuận theo tầm mắt tả khâu nhìn lên bầu trời trên đầu, nhìn màn đêm bị mở ra. Sau đó y hơi nhết môi, trên mặt lộ ý cười, dường như căn bản không cảm thấy đau đớn ở ngực, giống như một quyền đó chẳng đau chẳng ngứa, y đã tách tả khâu và thái hành ra, vì, chí hướng của một người tuyệt đối không thể đại biểu cho chí hướng của tất cả mọi người. Một vài người đang nỗ lực kháng cự, một vài người đang kêu la, một vài người vì thái hành vì tả khâu mà chiến đấu. Nhưng vẫn có vài người, họ ngồi trong nhà, nhìn y phục con trẻ lặng lẽ rơi lệ, còn có vài người sờ đầu gối đã quỳ quá lâu của mình, muốn đứng lên. Và vài người, họ nhìn thái hành, cảm thấy thật xa lạ, cho dù là những người nỗ lực kháng cự, họ cũng hoàn toàn tán đồng tả khâu sao? Không, có người chỉ chiến đấu vì thái hành mà thôi tả khâu không phải thái hành, sao hắn có thể đại biểu thái hành? Đấy mắt tả khâu vẫn bình tĩnh, hắn chỉ nhìn nụ cười trên mặt phương khác, nhàn nhạt nói, ngươi rất thông minh, đương nhiên, nếu ngươi là đồ ngu xuẩn cũng không thể đứng ở đây, ngươi phí lời nhiều quá, phương khác thờ ơ chỉ ra điểm này. Vì vết thương của ngươi rất nặng, tả khâu chậm rãi nói, tới đi, để ta giết chết ngươi, sau đó kết thúc tất cả. Phương khác nhẹ cười ra tiếng, tả khâu rõ ràng vẫn chưa hiểu, hôm nay y đến để làm gì y đương nhiên không ngốc, tại sao muốn cho tả khâu cơ hội lật bàn, đương nhiên là vì, tả khâu tuyệt đối không có cơ hội lật bàn. Tả khâu chỉ là tự tin đến mức không thèm suy nghĩ điểm này mà thôi, phương khác nhẹ nâng kiếm lên, mũi kiếm chỉ vào tả khâu, tả khâu nhẹ dời mũi chân, một lần nữa xuất quyền, hai thân ảnh lại đang xen nhau, hai người đều có tự tin, đều vì mục đích giết chết đối phương, hai người một người là quyền một người là kiếm, nhưng lại rất giống đều là động tác trực tiếp nhất đơn giản nhất đối với loại chiến đấu cảnh giới này của họ tu vi có lẽ là tất cả uy thế chỉ là hư vô không đầu cơ trục lợi gì hoàn toàn là cứng chọi cứng vết thương ở ngực phương khác bắt đầu chảy máu vai trái y cũng bị quyền của tả khâu đánh mất một miếng thịt gió lạnh thổi y sam bay phần phật mà tả khâu hắn nhìn cũng không nhìn máu tươi chảy ra từ bụng mình ánh mắt vẫn lạnh nhạt cực điểm lại tiếp tục vung chưởng tấn công phương khác tuyết dưới đất bị quyền phong bị kiếm mang đánh văng tan ra trên mặt đất xuất hiện từng hố sâu và đường nứt vết thương trên người cả hai đều đang gia tăng hai người đều đang liều hết toàn lực để dồn đối phương vào chỗ chết vương tuyết hàm nhìn hai người ngươi tới ta lui mắt đã sớm không theo kịp tốc độ cả hai trong mắt hắn nỗi sợ đã không cách nào che giấu hắn quỳ bên cạnh thi thể của hàng không run run rẩy rẩy cầu nguyện phương khác bị giết chết cầu nguyện tả khâu thắng lợi hoặc cả hai người đều chết. Khi Phương Khác lại phun ra một ngụm máu, y nhíu mày. Đột nhiên phân thần nghĩ, hôm nay chảy nhiều máu như thế, thật lãng phí. Y bỗng có chút hối hận, lúc xuất môn nên cắt nhiều máu chút. Mà lúc này, thanh niên ở tận cung luân nhẹ rung mí mắt, rồi mở ra. Hắn khẽ trao mày, vì trong miệng dường như có một vị máu tanh nồng nặc, vì đau đớn ở lòng ngực. Nhưng hai thứ này đều không thật sự xuất hiện. Hắn ngồi dậy, cúi đầu chậm rãi chỉnh lý y sam, sau đó nhìn chầm chầm nhẫn bạc ở lòng bàn tay, nhìn một lúc, đeo vào. Rất an tĩnh, xung quanh yên tĩnh, một chút tiếng vang cũng không có. Hắn đứng lên, hơi xa lạ đi một vòng trong phòng. Sau đó cầm lên một cái bình trên bàn, mở ra ngửi thử, chính là vị máu tanh nồng đậm tồn tại trong ký ức của hắn. Mà trong bình này, đại khái là phân lượng của hai ba ngày. Hắn đứng bên bàn, lặng yên một lúc, sau đó bắt đầu chờ đợi. Trong lúc chém giết chu lập đức phân thần nhìn bầu trời xám trắng một chút hách liên đồng và hách liên thập cửu đứng bên ngoài sơn môn thái hành bình tĩnh truyền đạt mệnh lệnh vương lạc dương và triệu lịch duyệt bị vây giữa hai đạo sơn môn cũng rất bình tĩnh bọn họ đều đang đợi đợi thắng lợi của phương khác phương khác quả thật đã sắp hay nên nói đã thắng cho dù là thắng thảm tả khâu nắm lấy lưỡi đao đã đâm vào thân thể mình tung một quyền vào bụng phương khác cả người phương khác bị đánh bay ra nhưng vẫn nắm chặt kiếm rút ra khỏi người tả khâu. Sau đó mũi chân dẫm mạnh lên đá núi, ngăn lại xu thế ngã ra sau, dù vậy vẫn lão đảo vài cái, chống kiếm miễn cưỡng đứng vững. Xương trên người y không biết đã gãy bao nhiêu khúc, mà tả khâu che vết thương, đột nhiên cảm thấy băng lạnh như tuyết. Trong ngực trào lên quá nhiều cảm xúc, nhưng cuối cùng lại trở về bình tĩnh, đây đối với hắn mà nói là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hắn có thể tiếp nhận. Không có gì không cam, cũng không có hối hận chẳng qua là tài không bằng người." Tả Khâu lạnh nhạt nhìn Phương Khác nói, thế giới sau này sẽ như thế nào? Phương Khác phun ra một ngụm máu, mới chậm rãi nói, "Tương lai chúng ta muốn xây dựng là cho dù không có nắm đấm, vẫn có thể lên tiếng." Tương lai tràn đầy bài bác, vĩnh viễn sẽ không phải là thế giới trầm mặc, thế giới này không phải mạnh tức chính nghĩa, nhưng cũng không phải yếu tức chính nghĩa. Khóe môi Tả Khâu chậm rãi cong lên một mạc cười lạnh. Phương Khác nhìn nụ cười đó, kiếm vẫn nắm chặt trong tay. Người như Tả Khâu, trước khi chết nhất định muốn làm chuyện rất khủng bố, nhưng Tả Khâu chỉ cười lạnh, nhắm mắt lại. Thế giới như vậy, căn bản không thể tồn tại. Hắn lạnh nhạt nhắm mắt, không nhìn thế giới này nữa, cũng không còn suy nghĩ thế giới về sau. Thân thể hắn ngã xuống, mặt hồ đã hồi phục bình lặng, dấu vết do kiếm mang và quyền tạo ra đã bị nước che phủ. Tiếng có két vang lên ở sơn môn, chung gió cạnh đại điện bị thổi vang. Các tu sĩ thái hành không dám tin, không nguyện ý tin. Bọn họ nhìn sơn môn mở rộng, đột nhiên sụp đổ. Một người ngã xuống tan vỡ khóc lớn, tiếng khóc truyền ra rất xa, sau đó dần nối liền thành một mảng, thái hành bại rồi. Thái hành bại rồi. Tả khâu sao có thể thất bại. Tả khâu sao có thể chết, nhưng hắn quả thật đã chết, có người ném kiếm đi tê liệt tại chỗ, có người liều chết phản kháng, cũng có người hoang hô nhảy nhót, giơ ly chúc mừng. Phương khác cầm kiếm, che ngực bắt đầu ho kịch liệt. Xương cốt bị gãy khắp người bắt đầu đau đớn, ngũ tạng lục phủ cũng đau đớn. Vương Tuyết Hàm nhìn Phương Khác, Phương Khác nghiêng đầu nhìn hắn, hắn bục một tiếng quỳ xuống đất, ti tiện đáng thương nói: "Đừng giết ta." "Đừng giết ta, ta còn tác dụng, ta biết tất cả ám đạo của Thái Hành, còn có tất cả quyển tông của tu sĩ Thái Hành, ta biết tra hỏi, không không, ta cái gì cũng làm được, ngài bảo ta làm gì, ta sẽ làm đó, cầu xin ngài, đừng giết ta." Nói đến phần sau, Âm giọng hắn trở nên sắc nhọn, càng lúc càng thảm thiết. Hắn ngẩng đầu nhìn Phương Khác, quỳ bò tới cạnh Phương Khác, vô cùng khát vọng nhìn Phương Khác. Khi đám người Thái A và Vương Lạc Dương đến đỉnh núi, chỉ nhìn thấy ba thi thể, Thái A nhàn nhạt nói, có lẽ y đã về trước rồi. Vương Lạc Dương gật đầu, trên mặt lộ nụ cười nhẹ, đúng vậy. Phương Khác nhìn cánh cửa trước mắt rất lâu, vẫn không đưa tay đẩy mở. Y cúi đầu kịch liệt ho khan, ho đến thê thảm y rất muốn đẩy mở cửa mỉm cười với người đó sau đó bình thản kể lại cho người đó nghe trận chiến hôm nay nhưng phương khác lại ho một tiếng rõ ràng rất vất vả cách một tiếng cánh cửa trước mặt chậm rãi mở ra một thanh niên mặc y bào xanh đậm đứng trước mặt y sắc mặt bình tĩnh nhìn y thanh niên tướng mạo vô cùng túng mỹ trong mắt phương khác thì mỗi phân mỗi tất đều đạt đến đúng chỗ hắn nhìn phương khác đánh giá phương khác từ đầu đến chân phương khác cười hai mắt thoáng cái sáng lên, khóe môi không thể khắc chế cong lên. Sau đó đột nhiên y nhíu mày, cố ra vẻ bình tĩnh hỏi, huynh tỉnh khi nào, dịp vu thời nhìn phương khác, duỗi ngón tay chạm lên lớp băng ở ngực phương khác. Sau đó ông phương khác, nhẹ giọng nói, à khác, huynh rất nhớ đệ, phương khác trầm mặt rất lâu, mới đưa tay ông eo dịp vu thời, đệ cũng vậy. Tất cả đã kết thúc rồi, tất cả cũng đang bắt đầu, cuộc sống vẫn còn tiếp tục, chúng ta đều còn sống cùng nhau sống. Như vậy thật sự rất tuyệt, phải không? Khổng Du Thanh thu lại bước chân đã đi vào viện, mỉm cười lui ra. Đóng lại cửa tiểu viện, trong một dãy núi, có một kiến trúc cao nhập tận mây. Có vài đình đài kiểu một hai tầng thấp bé. Có vài vật lớn khổng lồ phải có mấy trăm tầng. Mỗi chỗ đều có đặc sắc riêng, mái hiên đơn, mái hiên kết, mái gồ, mái uống, ngay cả nóc nhà cũng có mấy chục loại hình thức bất đồng phong cách bất đồng nhưng không một ngoại lệ những kiến trúc này đều vô cùng có ý vị, từ góc mái đến cửa sổ, từ thân trụ đến chân trụ, thậm chí là từng viên ngói lưu ly chói mắt. Những cụm kiến trúc này chiếm cứ cả dãy núi, khoảng cách giữa mỗi tòa kiến trúc cũng khác nhau. Ở phía chính nam, tại nơi địa thế thấp nhất có một sơn môn giản dị. Không có tô điểm gì, chất liệu cũng không đặc biệt. Trên người nó thậm chí tràn đầy dấu vết của năm tháng, chỉ có bốn chữ học viện côn lăng lấp lóe ánh quang, chói lọi rực rỡ đúng, đây chính là học viện mà cả tu chân giới đều hướng về, học viện Côn Lăng. Mà học viện này cũng là học viện duy nhất không có tường viện. Trên bầu trời, đủ loại pháp khí mỹ lệ chồng chéo xuyên thấu, nhưng không có cái nào vượt qua sơn môn một bước, vô cùng tuân thủ trật tự xếp hàng trước sơn môn. Từng tu sĩ mặc bạch y mây gần ông sách bước xuống pháp khí, thu lại pháp khí. Sau đó mỉm cười hỏi hang nhau, đi bộ lên núi. Trong những tu sĩ này, tóc đen nhiều nhất, nhưng tóc đỏ tóc lam tóc vàng cũng không ít còn có một vài màu mắt vô cùng đẹp còn lai like cũng không phải rất hiếm nhưng hôm nay có chút đặc biệt vì là ngày tân sinh vào trường mà các tân sinh vừa xuống pháp khí có người vui mừng hoan hô cảm thấy đâu đâu cũng mới lạ cũng có người khoa trương thản nhiên cứ như đối với học viện côn lăng đã nắm rõ như lòng bàn tay mà quyết minh ương là một trong số tân sinh biểu hiện lại khác với mọi người cậu ngẩng đầu lên nhìn học viện từ sớm nhất đã không giới hạn chủng tộc vào học ở ba đại lục mày nhíu lên so với học viện này, cậu càng hiếu kỳ về người đã xây dựng nên học viện này. Vì đó, một tay sáng tạo người của thời đại hiện nay, cậu cất bước vào, một vị tiền bối đã đi tới đón. Tất cả mọi người tuần tự đi tới chỗ tiếp đón, từng người cung kính hành lễ chấp tay tiêu chuẩn. Xin chào, ta là bộ khoa học hệ quan học, xin chào, ta là bộ linh lực hệ kinh lạc, bộ linh lực hệ trận pháp, bộ khoa học và linh lực, hệ động lực, bộ văn hiến, nghiên cứu tinh tế vật chủng khởi nguyên, quyết minh ương nói, tùy ý hấp mái tóc màu xám nhạt trên vai, đi ở cuối đội ngũ, từng bước đi sâu vào học viện, cho đến khi đến sân biện luận nổi tiếng Côn Luân. Một ngàn sáu mươi mốt năm trước, một triệu học phái đến Côn Luân du thuyết, Côn Luân bắt đầu thúc đẩy Tân Chính. Tân Chính quy định mỗi một người đều có quyền quyết định trưởng môn. Tiến hành chế độ tuyển cử, mà trước đó, côn luân nhìn như luôn không có phân biệt giai cấp thực tế chẳng qua là do cách thống trị khác thường của phương khác năm trăm mười một năm trước thiên sơn thúc đẩy chế độ ăn chay gặp phải ngăn cản của côn luân tu sĩ đứng trên bệ cao đắc ý dừng một chút mới nói lý do là thỏ muốn sinh tồn sói cũng muốn sinh tồn người côn luân mở miệng là nói tự do mở miệng là nói quyền lợi mở miệng là nói con người đều như nhau kết quả bản thân lại không làm được ngươi dám nói người công luân không phải giả nhân giả nghĩa tu sĩ đứng đối diện hắn mỉm cười lắng nghe cho đến khi hắn nói xong từ cuối cùng mới cười hiếp mắt mở miệng nói nói cái cức gì đấy một triệu học phái trước khi đào hoa học phái lên núi công luân đã thực hành tam quyền phân lập phương khác liên tục làm trưởng môn mấy lần là do tỷ lệ dân ý ủng hộ của người ta quá cao muốn từ chức cũng không từ được còn chế độ ăn chay quyển dưỡng một đám linh thú lại bắt tu sĩ nhìn hai mắt lóe sáng, dùng một đống linh thực làm ra vị đạo của thịt, ngươi không ăn thịt thì đừng thèm vị thịt nữa. Triệu ẩn, đừng kéo ta đến đây nói nhảm. Diễn võ đài, đi không, đây chính là cái mà công luôn gọi là tự do ngôn luận. Nói đến cuối vẫn là dùng nắm đấm, triệu ẩn lạnh lùng nói, tu sĩ đối diện kéo tay áo nhìn hắn, biến nhát đáp, ngươi có tự do ngôn luận của ngươi, ta cũng có tự do nhân sinh của ta. Thế nào? dám kéo ta lên đài biện luận, không có gan cùng ta lên đài diễn võ, cho ngươi biết, đừng ở đây nói bừa. Có nghe qua nói sung hại nước chưa? Ngươi không thích côn luân thì cứ không thích, côn luân cho phép ngươi không thích, nhưng ngươi cần gì muốn bức người khác phải không thích giống ngươi chứ? Quả nhiên là kẻ ngu tới từ thiên sơn, ngươi đang nói chuyện là khổng gia thụ, một tân sinh thấp giọng nói, quyết minh ương nghi hoặc nhướng mày, người đó nhìn quyết minh ương một cái, ngươi chẳng chú ý tin tức gì sao? hắn là tiểu tôn tử của khổng du thanh và huyền dung cũng vào lúc này tiếc vù đột nhiên âm thanh chỉnh tề vang lên cùng chấn động tất cả tu sĩ không hẹn mà cùng đi chậm lại trước mặt hoặc trên lòng bàn tay của họ hiện rõ ảnh chiếu ba dê quan tin uyển truyền tin tức mới nhất phi thuyền giao quan phái ta phái ra bảy trăm năm trước đã truyền tin về sắp tới sẽ trở về từ tinh hệ tiên nữ 2.0. đúng tinh hệ tiên nữ hai chấm không quả thật nằm ngoài bầu trời chúng ta hiện nay cuối cùng đã khám phá được phi thăng, đạp phá hư không đối với chúng ta mà nói cũng không còn là mộng tưởng xa không thể với nữa. Trong hình ảnh, nữ tu sĩ tướng Mạo Tú Mỹ hiển nhiên rất kích động, trên gương mặt luôn mỉm cười kiểu công thức lộ ra trạng đỏ nhàn nhạt, nàng ý thức được bản thân quá mức kích động. Bèn chậm lại tìm về chút bình tĩnh tự kiềm chế, rồi nói, theo quan tinh uyển suy tính, vào 56 năm sau sẽ đạt đến trạm trung chuyển. Đến lúc đó đáp xuống quỷ đạo số 1 tại quan tinh uyển phát sóng trực tiếp, chú ý thời gian thực, phương khác và dịp vu thời cũng cùng trở về tu hành giới. Giao quan sẽ mang tới cho chúng ta tất cả tin tức trên tinh hệ tiên nữ hay không, điều đáng mong đợi nhất là, có lẽ vị tiền trưởng môn phương khác đã rất lâu chưa xuất hiện trước mặt mọi người cũng sẽ lộ mặt, màn hình ba dê cực lớn sau lưng nạn đang chuyển đổi giữa vũ trụ đầy sao cùng với phi thuyền giao quan, cuối cùng dừng lại trên thân hai thanh niên tuấn Mỹ. Má ơi, một người nhìn không được lầm bầm, sau đó mọi người nhìn nhau một cái, Phát hiện chấn kinh và vui sướng trong mắt nhau, sau đó chính là một chuỗi hoang hô và nghị luận náo nhiệt, không ngờ được trong đời ta vậy mà có thể nhìn thấy tàu giao quang trở về. Trời ơi, dịp tiền bối đó có xuất hiện hay không? Có đến học viện giảng bài cho chúng ta không? Trời ơi trời ơi! Ta phải xuất quan đi chuẩn bị thôi, phương khác thật đẹp trai, dịp tiền bối quả thật, không có thái A, à, ha ha, đánh giá kém, không đến một giây, dưới đoạn 3G đã có một đống bình luận tốc độ bình luận tăng lên còn khiến người ta chấn động hơn nữa từ dùng ngón tay nhập chữ sau đó thành ý niệm nhập chữ máy phục vụ từng tê liệt nhưng dưới sự tu bổ cải tiến sau vô số lần tê liệt máy phục vụ đã vô cùng kiên cố thương nhược tuyết chớp mắt hình ảnh ba dề trước mắt tan đi như khói mù nàng ngửa đầu nóc nhà phía trên hóa thành hư vô ánh mắt nàng xuyên thấu tầng mây bầu trời cho đến khi vào một vùng biển sao phương khác sắp trở về rồi Năm đó Phương Khác vung tay áo không chút lưu luyến lui ra khỏi trung tâm quyền lực, truyền chức vị trưởng môn cho Vương Lạc Dương, sau đó lên tàu giao quan, đi vào biển sau đó, cùng đi còn có một đám lão nhân, khi đó, sao bọn họ có thể buông xuống dễ dàng như vậy? Khóe môi Thương Nhược Tuyết hiện ra ý cười, chỉ là ý cười này cũng không có chút nhân khí nào. Tóc nàng dài rủ đến tận mặt đất trắng sạch như tuyết, diện mạo vẫn như xưa, nhưng không ai sẽ cho rằng đây là một thiếu nữ diễm lệ vì nhân khí trên người nàng trong những nay năm đã càng lúc càng ít, chỉ lưu lại sự lạnh nhạt từ cao nhìn xuống, bản thân năm đó, làm sao sẽ nghĩ đến tất cả ngày hôm nay chứ? Tu sĩ năm đó lại có ai có thể nghĩ đến có một ngày phi thăng sẽ trở nên đơn giản như vậy? Không cần dựa vào tu vi của bản thân, cũng có thể phi thăng, bọn họ vậy mà thật sự thành công, thương nhược tuyết nhàn nhạt nói. Triệu tiểu cầm vẫn luôn đứng bên cạnh nàng trầm mặt không chút cảm giác tồn tại, nói, tàu huyền hoàng của chúng ta đến nay không có tin tức, thương nhược tuyết nhẹ ừ một tiếng, sau đó nói, tàu giao quan có thể đến tinh hệ tiên nữ là vì Thái A, Thái A khi đó chỉ cách đạp phá hư không một cm mà thôi, có hắn trên tàu giao quan, tự nhiên có thể dựa vào loại cảm ứng mà chỉ có tu sĩ đạp phá hư không mới cảm nhận được để tìm tiên giới, không đến mức mê mang lạc đường trong vũ trụ. Trên mặt thương nhược tuyết xuất hiện nụ cười băng lạnh, triệu tiểu cầm lặng lẽ công lưng lui ra khỏi đại điện chưởng môn có người hành lễ với nàng triệu tiểu cầm mỉm cười trả lễ trong lòng lại băng lạnh nàng tính là trưởng môn gì chẳng qua là con rối tùy người bày bố mà thôi nhưng sau đó nàng lại cười cười thẳng sống lưng nói không sao hiện nay đã không phải là thời đại tu vi áp chế tất cả rồi tất cả hữu bại cũ kỹ sớm nên lui khỏi vũ đài mà lúc này ở ngoài tinh hệ hơn một ngàn năm ánh sáng trên một chiếc phi thuyền to lớn được màn ngân bạch hình thoi bảo vệ phương khác đang đứng trên sàn thuyền thông qua màn bảo hộ nhìn ra biển sao vô cùng trầm tĩnh cho dù năm tháng trôi qua trên người y lại như không phát sinh bất cứ biến hóa nào mi mục tuấn lãng ánh mắt sáng trong tất cả vẫn như ngày xưa chỉ là bởi năm tháng đã qua nhất định sẽ có dấu vết đối với tu sĩ mà nói bất kể ký ức của mấy ngày trước hay mấy trăm năm trước đều mới như nhau tất cả giống như ngày hôm qua phương khác nhìn đi thật xa cảm thụ cảm ứng truyền tới từ tinh cầu xanh lam nào đó, cười nói, cuối cùng sắp về nhà rồi. Diệp vu thời đi tới cạnh phương khác, sống vai với y, huynh cho rằng đệ đã vui quên đường về rồi. Phương khác nhướng mày, gác tay lên vai Diệp vu thời nói, lẽ nào huynh không cảm thấy vị tiền bối đó đặc biệt thú vị sao? Lúc nhìn thấy chúng ta cũng sắp bị dọa chết rồi, nhưng đồ ăn ông ta làm thật sự rất tuyệt. Diệp vu thời mỉm cười hỏi, vậy sao? Nụ cười của phương khác cứng lại, mỗi lần dịp vu thời cười thế này y đều phải chịu khổ phương khác giả vờ không phát giác ra nghiêng đầu bất mãn nói chẳng qua người vui quên đường về là huynh chứ nhỉ từ lúc đến đây mỗi ngày đều chế phù nói đến đây phương khác thả tay ra có phải huynh đã phục chế hết điển tịch ở đây rồi không sau khi trở về lại muốn bế quan nghiên cứu phù lục của huynh dịp vu thời không nói gì chỉ nhìn người đang lại gần một cái nói với phương khác người vui quên đường về tới rồi phương khác nghiêng người nhìn thấy thái a lại nói với Diệp Vu Thời, Huynh vừa nói là người đúng không? Diệp Vu Thời không chút áp lực sửa miệng, kiếm vui quên đường về tới rồi. Thái A dường như không nghe thấy gì, hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của Diệp Vu Thời, đi tới trước mặt Phương Khác, ta quyết định lưu lại. Phương Khác hơi sửng sốt, thời gian giống như ngừng lại ở một khắc này, cho dù y sớm đã đoán được quyết định của Thái A. Qua một lát Phương Khác mới nói, được thôi, vũ trụ lớn như thế, ngươi cũng phải đi xem chứ. Thái A cười, Nụ cười rất tự nhiên, nhưng Phương Khác chỉ có thể nhếch môi thành nụ cười giả tạo, sau đó mở rộng hai tay với Thái A. Thái A bước tới một bước, hai người nhẹ ôm nhau rồi buông ra, "Phải nhớ đường về nhà." Phương Khác nhẹ giọng nói. Thái A nhẹ vỗ lên vai Phương Khác, nói, "Tạm biệt." Phương Khác trầm mặt một lát, mới mỉm cười nói, "Tạm biệt." La Tất đứng ở đầu kia thuyền, trợn trắng mắt. Hắn không biết ba người này tại sao có thể xem một đám người sống nhăn như họ thành bối cảnh hoàn toàn không ngó tới. Còn Thái A nữa, dù sao cũng là bằng hữu đã quen gần ngàn năm đúng không? Không cáo biệt bọn họ thật sự được sao? Cuối cùng, chiếc phi thuyền bước lên chặn trở về. Sau khi trải qua một chặng đường dài, tinh cầu màu xanh lam đập vào mắt, phương khác tính thời gian, dùng cùi chỏ hút dịp vu thời, cười hiếp mắt nói, không bằng, dẫn huynh về nhà gặp phụ huynh, dịp vu thời không chút do dự nói, được, hắn nắm tay phương khác, ngón tay nhẹ vuốt vết sẹo vì liên tục trạch ra nên cuối cùng không thể xóa đi ở cổ tay phương khác, sau đó nhẹ bóp tay phương khác. Phương khác nghĩ đến những người khác vẫn còn đợi ở khoang thuyền, còn có Vương Lạc Dương và đồng đồng hôm qua ở trạm trung chuyển hưng phấn bừng bừng liên lạc bằng ảnh với y. Không chút áp lực thay đổi lộ tuyến, y và vu thời, một người tu là thuận theo tự nhiên, một người tu là thuận theo tâm ý, mọi người sẽ lý giải. Thế là dưới tình huống những người khác trên phi thuyền hoàn toàn không biết gì, phi thuyền phá mở giới môn, đi về phía phạm giới. Mà diễn thuyết viên phát sóng trực tiếp của tu tiên giới, gương mặt tươi cười cứng lại. Không tiếp được tàu giao quan trở về, lại đón được một lần đưa tin ra sự cố duy nhất trong nhân sinh của mình. Mà ngay lúc phi thuyền đi vào phạm giới, một thiếu niên đang ngủ rất trầm chậm, chậm rãi trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất không thấy. Cha mẹ yên ngủ ở sát vách không chút phát giác, chỉ là vào hôm sau, phát hiện con mình hình như đã thay đổi. Hết chương 254, hết truyện, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.